chị Đông Trang để cho cô áo đôi cái hẹn mà. Đây là đôi này có cỡ to không? Cho mày cái bút ở đây luôn rồi. Cô mẹ ông có hẻm mà cô bạn có cỡ 39. Đấy chứ hầm đôi. Cái bút để cho đi. Còn cái bút phải ngon rồi. Chào cả nhà nhé. Em chào chị Nhung này, chào chị Mai Nguyễn, chào chị Nguyên Muội nhá. Cả nhà ơi, hôm nay em lên thể thao các chị nhá. Hôm nay em sẽ tiếp tục lên thể thao, tại vì là thể thao hôm qua em về nhiều. Nào 23 tình yêu ơi, cho em xin nút chia sẻ với ạ. Cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ dùm em nhá. Cả nhà chia sẻ dùm em với ạ, để em bán cho các chị thể thao giá 79.000. Lại vừa nhận thêm được hai em túi nhà chị ưng quá. Cảm ơn tình yêu nhiều nhá. Em chào chị Tiểu Phụng Nhi. Nào 38 chị gái ơi, làm ơn chia sẻ dùm em với nào. Chào chị Yên Phạm, chào chị Trang Lê nhá. Chị Mai Nguyễn là chị để cho người khác giúp em với à, tại vì gửi đi gửi về nó mất tiền ship lắm. Hôm nay em có thể thao chị ơi, thể thao 79.000 luôn. Nào chào chị Mắm Xinh, chào chị Diệu Hiền nhá. Cảm ơn chị Nhung nhá. Chị ơi em bán thể thao mã đầu tiên sẽ tri ân các chị gái giá 79.000. Đây là thể thao hàng công ty các chị hộp của nó này. Đây là hàng cao cấp cả nhà nhé. Thị trường đang bán giá tầm 280.000. Hôm nay em sale cho các chị giá chỉ còn 79k. Cho chị nào chia sẻ bài viết nên cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ dùm em với nhá. Em chào chị Sáng Nhuệ, chào chị Ngọc Anh Lê này. Chào chị Thảo Đỗ, chào chị Huỳnh Tiên nhá. Rồi 100 chị gái đang xem rồi, tiếp tục chia sẻ giúp em đi ạ. 100 chị gái đang xem tiếp tục chia sẻ nào. Mã này là hàng thể thao cao cấp, em ôm được sale của Quảng Châu, thị trường đang bán giá tầm 280.000 một đôi cả nhà nhá. Tầm 280.000 một đôi này các tình yêu này. Hôm nay sale cho cả nhà có tầm 100 đôi thôi các chị ơi, hôm nay có tầm 100 đôi. Sale cho cả nhà giá 79.000 đồng. Cho chị nào thật là nhanh tay giúp em. Phải thật nhanh tay mới được cả nhà nhá. Có xem bao nhiêu người? 5 nhiều không? 5, 6, 7, 8, 9, 40. An Tôm em thấy chị này. Chào chị Trần, chào chị Trần Thùy Ninh nhá. Chào chị, cảm ơn chị Nga Nguyên Thi. Rồi hiện tại là 140 chị gái đang xem rồi. Rồi ok, bắt đầu lên mẫu. Cả nhà vừa xem vừa chia sẻ giúp em nhá. Nào các chị gái, bắt đầu chốt dùm em. 70k kèm size kèm số điện thoại và số lần chia sẻ. 79.000, 79.000. Chị An Tôm em thấy chị nhá. Mẫu này thị trường đang bán giá 280 cả nhà ơi. Đây là hàng thể thao cao cấp các tình yêu nhá. Nên này em bán giá sale cho các nhà 100 đôi đầu tiên luôn. Ok chưa các chị ơi, các chị chia sẻ dùm em nhá. 157 chị này, mỗi chị một đôi, chia sẻ dùm em với ạ. Rồi em chào chị Huyền Nguyễn, chào chị Bin Phạm nhá. Chào chị Thu Nguyễn này. Rồi em chào chị Phương Thúy. Nào các chị ơi, chốt cho em M1 79k. Chị Kim Ngân em thấy chị nhá. Trời ơi con này đẹp quá trời luôn. Thị trường là 280 cả nhà nhá. Có size từ 35 cho đến 40 giúp em. Có size từ 35 đến 40 cả nhà nhá. Em chỉ bán giày nữ thôi, không có giày nam đâu ạ. Nào các chị ơi nhanh tay M1. M1 kèm size kèm số điện thoại cho em ạ. 5678940, 5678940. Rồi 39 cho chị Bảo Ngọc. Ok chị gái này. Rồi ok chị Milen 38 cả nhớ nhanh tay M179k. Có 100 đôi thôi ạ. Chị Sáng Nhuệ 40 ok tình yêu. Nào nhanh tay giúp em cả nhớ, quá rẻ luôn các chị ạ. Quá là rẻ luôn nên các chị chia sẻ giúp em với nhá. 56789 ạ. 36 ạ chị Nhung Stella này. Rồi chị nào nữa chốt M136 ạ chị Mai Nguyên. Em ở Hải Hậu Nam Định chị An Tôm ơi. 56 chị Hệ Heli. Rồi ok chị Milen ơi, chị có đơn rồi. Cả nhà ơi chỉ áp dụng cho ai chia sẻ thôi. Ok chị Trương Phu Nhân 35 này. Chị Biển Vắng 36 cho em xin số này. Chị Hoa Hồng Nhung 7 này. Chị Thùy Dung 8. Chị Bé Nhỏ 35 rồi. Các chị ơi nhanh tay mã đầu tiên thôi. Chị Trang Lê 3537, ok. Chị Bình Yên 39 này. Rồi chị Nhung Stella cho em xin là số nhá. Chị Vân Win 38, ok tình yêu. Các chị ơi nhận thật nhanh tay giúp em M1 kèm size kèm số điện thoại. Hôm nay thể thao về cực kỳ nhiều luôn. Cồn cách em 10 cây chị nhá. Rồi chị Cường Tâm 36. Chị ơi giày này của nữ hàng công ty thị trường đang bán giá 280 cả nhà nhá. Thị trường bán giá 280. Rồi chị Nguyễn Lan 37 cho em xin số này. Chị Hằng Mai 7 cho em xin số nào. Ok chị Milen nhá. Rồi chị Ngọc Anh Lê 40. Chị Trang Lê ơi, có đơn rồi. Giá là 79.000. Em chốt mã M1 cho các chị giá 79.000 là giá sale cả nhà nhá. Chị Mai Ca Vũ Ben cho em xin số này. Chị Mỹ Linh 36 cho em xin số nào. Các chị ơi phải có số điện thoại. Chị Minh Bùi cho em... Ok chị Minh Bùi này. Ok chị Hằng Mai nào, cô chị ơi nhanh tay quá rẻ luôn. Chị Mai Phương Trà 35 này. Rồi chị Yên Phạm 67840 này. Chị Cường Tâm có đơn rồi. Chị Thu Nguyễn 39 này. Có 100 đôi cả nhớ, không có nhiều. 100 đôi em sale cho các chị giá 79.000 là M1 giúp em nhá. Chị nào chốt đơn hôm nay đều có hết ạ. Chị Nguyễn Bích Diệu 7 ok này. Rồi chị nào chốt M1 ạ. Chị Thanh Thanh Còi 35 cho em xin số này. Chị Mai Ca ơi cho số đi ạ. Ok chị Hằng Mai 7 ok tình yêu nhá. Nào các chị ơi nhanh tay giúp em với ạ. Chị Nguyễn Bích Diệu 7 ok ạ. Hàng của chị em đi rồi ạ. Rồi chị Như Nguyệt 38 cảm ơn chị này. Chị Tóc Tuấn Tuyền 38 này. Chị Thu Nguyễn 39 có đơn rồi, các chị ơi comment một lần thôi. Chị Minh Bùi 39 này. Mỗi lần mở like của Trang là đã nghe tông cao của nó rồi, không lên phải đâu được à. Cảm ơn chị yêu nhiều nhá. Rồi chị Hoa Hồng Nhung dồn đơn M1. Ok chị nha. Chị Nguyễn Bích Diệu 7 này. Chị Khánh Ly 36, chị Diệu Út 36 cho em xin số nào. Chị Trương Ngọc Trân 38 cho em xin số. Rồi ok cả nhà ơi, chốt cho em xin size và số điện thoại luôn cả nhà nhá. M138 của chị Tóc Tuấn Tuyền rồi cả nhà ơi. Quá đẹp luôn. Chị Thủy Nguyễn đủ số. Chị Thanh Thanh 7 ok chị này. Rồi ok chị Thanh Thủy cả nhà ơi, nhanh tay giúp em M1 có đủ size. 5678 940, 5678 940. Nãy giờ được tầm 50 đôi rồi. Còn 50 đôi nữa cả nhà nhá, ném hết M1. Rồi 36 chị Kim Oanh. Trời ơi chị Mai Ca ơi cho em xin số đi ạ. Chị Trần Thị Thu Hồng 39 cho em xin số điện thoại nào. Rồi chị Tinh Nguyễn 40 này. Có thể thao cho bé 2 tuổi không shop. Chị ơi hôm qua em cho một đôi mà chưa ai gọi. Chị Kim Phạm ơi cho em xin đại số nhá. Rồi ok chị Hoàng Yến 36 này. Chị Đoàn Hợp 38, chị Như Nguyệt có đơn rồi ạ. Ok chị Diệu Út nha. Nào các chị ơi con này em bán 280 là giá thị trường cả nhà nhá. Hôm nay sale cho các chị có 79.000 thôi, nên các chị nhớ chia sẻ giùm em nhá. Có lên túi không chị còn đợi. Chị ơi túi thì hôm nay em không lên được rồi. Chắc là không lên được túi rồi cả nhà. Đẹp quá trời luôn. Hương ơi cho màu đen đi. Rồi đây là M1 giúp em này cả nhà nhá. 40 chị Tô Cẩm Loan. Ok chị Trần Thu Hồng này. Chị ơi cái này là màu kem. Màu kem M2 có nhiều không? 78 chị Hương Đỗ rồi ok tình yêu. Có nhiều không? Đừng cho M1 nữa, cho M2 đi. Để mai xem lại livestream. Rồi ok chị Thanh Thủy M17, chị Gấu Trúc M140 bao nhiêu? Chị Sáng Nhuệ 40 cho em xin số nào. Bao nhiêu? 8940 các chị yêu nhá. M2 con này cả nhà ơi, các chị này nhìn đẹp vào cái hộp hay không là nhìn cái hộp là biết cả nhà nhá. Rồi chị Alin Nguyễn M138, chị Nguyễn Thị Linh 7 này. Chị Mi Thuyết 36 ok chị yêu nhá. 8940 các chị chốt M2 giúp em. M2 size 38 3940. Ok chị Lý Huệ M135 này. Chị ơi đây là hàng nữ, em không bán hàng nam nhá chị nhá. Nào cả nhà ơi quá đẹp luôn. Chị Hồng Lưu Bi cho em xin số điện thoại và size nào chị ơi, quá rẻ luôn. Sale cho các chị một mã đầu thôi. Một mã đầu có hai màu đen và kem cả nhà nhá. Ok chị Diệp Anh M17 em có số của chị rồi. Nào M2 chốt giúp em. 38 3940. M1 là chị Đức Nam Kỳ 38 rồi ok chị này. Chị ơi giày em bé không còn chị nhá. Hôm nay em bán thể thao thôi cả nhà ơi. Cái này giá thị trường rơi vào tầm 250 cả nhà ơi. Thị trường rơi vào tầm 250, đấy là chỗ nào bán rẻ thôi ạ. Chị Hà Mai M136 ok chị này. Bao nhiêu vậy? Em đang sale 79.000 mã đầu tiên. Ok chị Hương Đỗ M238 này. Rồi chị nào M2 có nhiều không? Có ít thôi cả nhà ơi. Hương Đỗ 38 đi. Cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ giùm em nhá. Ok chị Quỳnh Thơ M135. M239 là chị Trần Thị Thu Hồng. M238 của chị Hoàng Nhung. Chị Nhi Đặng ơi, em đang bán với giá là 79.000 sale mã đầu tiên nhá. Chị Sáng Nhuệ 40 cho em xin số này. Chị Gấu Trúc 40 này. Chị Cường Hà 38 M1 chứ. M1 chị Cường Hà 38. Không có 5 chị ơi, 8940. 8940 em không có Shopee đâu chị nhá. Em bán là chị Sáng Nhuệ cho em xin đại số đi chị gái. 8940 cả nhà ơi, chốt M2 giúp em quá rẻ luôn. Trời ơi, rẻ mà 79.000. Có 7 không Hương, có 7 không? Không có 7 rồi chị gái ơi. 8 cho chị Vân Queen. 40 cho chị Sáng Nhuệ. Hết 40 còn 38 39 cả nhà nhá. Đẹp quá. 7 không còn rồi chị Thiên Lý ơi, cả nhà chia sẻ giúp em nhá. Rồi chị Tinh Nguyên 40. À chị Ngọc Phương 39 này. Còn 38 39 thôi cả nhà nhá, còn 38 39 các chị ơi, các chị chia sẻ giùm em với ạ. Rẻ quá bèo luôn. 79.000 thôi. Ok chị Nguyễn Bích Dịu M1 có đơn rồi. Em thấy chị Phạm Thị Ngọc Hằng nhá. Nào cả nhà chốt giúp em M2. Còn 38 39 thôi ạ. Còn 38 39. M135 chị Loan Siêu cho em xin số. Rồi M2 không chị nào thích à. Ok chị Đoàn Hợp 38 M2 này. Chị nào nữa cả nhà ơi, nhanh tay. M2 chỉ còn 89 thôi. M2 chỉ có 89 thôi. M2 cho chị Phạm Thu Hoa đủ size đi. M239 chị Ngọc Phương đây rồi nha. Rồi cảm ơn chị Đức Nam Kỳ nhiều ạ. Em cảm ơn cả nhà. Hôm nay có gót giống hôm qua có chị ơi. Đen 38 cho chị Liêm Trần. Em thấy chị tóc ngắn nhá. Cảm ơn chị Nguyễn Bích Dịu nhiều nhá. Hương ơi sang đây. Xong chưa? Xong M2 chưa? Rồi cả nhà ơi. Ok M2 chị Yên Phạm 38. Em đang sale hai mã đầu tiên với giá là 79.000 cho chị nào chia sẻ livestream giúp em cả nhà nhá. Đi nối kia, vòng vòng nối kia mới đi được. Không thì cho cái mã nào. Đây đây, cứ sang bên này đi, cứ sang bên này đi. Rồi ok, bây giờ em sẽ lên mã giày trắng cho cả nhà nhá. Một con siêu phẩm giày trắng. Giá thị trường rơi vào tầm 300.000, 350 cả nhà ơi. Rơi vào tầm 350 các tình yêu nhá. Một con M3 giúp em các chị này. Em bắt đầu lên với giá là 99.000 cả nhà nhá. 99.000 các chị ơi, ghim giúp em với ạ. Đồng giá 99k. Ok chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên có M2 đây. Đây 812, tất cả ba chồng đấy. Gần nhau. Ơ hai chồng này. Ít không? Chị ơi M2 cao 3 phân. Nào các chị ơi đẹp quá. Nhanh tay giúp em này. Nhanh tay cả nhà nhá. M3 size bao nhiêu? 35, 38, 39, 40. Cả nhà chốt giúp em M3. M3 trời ơi quá đẹp mà lại rẻ luôn. Cả nhà chia sẻ giúp em nhá. 35, 38, 39, 40 ạ. Đồng giá 99k chị ơi. Ai lấy comment M3 giúp em. 99.000. 99.000 cảm ơn chị Nguyễn Trần nhá. Rồi ok M1 đó chị Huỳnh Tiên rồi, có đơn rồi ạ. Nào các chị ơi chốt giúp em M3 và nhớ chia sẻ giúp em. Trời ơi đẹp mà. Ok chị Ngọc Hân M135 có đơn ạ. Chị nào chốt M1 M2 đều có đơn giá 79k. M3 size 36 chị Thu Mi. Không có 6 rồi chị ơi. Rồi 39 chị Thu Hiền Phạm. Đây là M3 giúp em. 35 38 39 40. Đôi này em còn nhiều màu chị nhá. Còn nhiều màu. Rồi chị Vũ Hạ M238 ok chị này. M336 không còn chị ơi. 58940 giúp em nhá. 35 cho chị Nga Trần. Cả nhà ơi áp dụng chia sẻ bài viết các chị nhá. Thị trường bán tầm 300 đấy ạ. 35 38 39 40 này. 38 cho chị Kim Phạm. Rồi không còn 36 chị ơi. Ok M1 chị Võ Thoa cho em xin số nhá. Chị Thanh Lê 35 cho em xin số điện thoại nào. 37 cho chị Trần Cẩm Hồng có 7 không? Không có 7 rồi cả nhà ơi. 99k cho ai chia sẻ thôi. Chị Nguyễn Lan 35 ok. Chị Nấm Liên 35 này. Chị nào chốt M3 nữa ạ? Còn size gì? Còn size gì? Ok chị Nga Trần 35 nhá. Vẫn còn 58940. Không có 6 rồi chị ơi. Ok M2 cho chị Trần Cẩm Hồng. M3 còn màu khác cả nhà nhá. M3 chị Bảo Chi. Bảo Chi ơi chị lấy size bao nhiêu? 38 cho chị Bảo Chi đi. Rồi cảm ơn chị gái. Nào em có mẫu M3 cả nhà nhá. 38 cho chị Liêm Trần. Đây có Liêm Trần rồi. 39 chị Vũ Hạ cho em xin số với ạ. 39 đó chị Hồng Nguyễn. Rẻ mà các chị ơi, rẻ mà các chị nhanh tay nhá. Nào em lên một con siêu phẩm M4. Con này các chị có thể đi tập thể dục cả nhà nhá. Tập thể dục hoặc là đi bộ ấy ạ. Rất là nhẹ nhàng thoải mái luôn. Ok chị Mi Phụng M335 cho em xin số nào. F01. Rồi đây cả nhà ơi, M4 giúp em. M3 size 39 cho chị Mai Phạm. Ngóng hàng của em mãi chưa thấy à? Chị Nguyễn Tuyên chờ cho em 1-2 ngày nhá. Rồi M3 chị Ngân Ngân 35, chị Mai Phạm 39. Con đấy đẹp quá cả nhà ơi, không treo được cả nhà nhá. Nào các chị gái này, con này là cái kiểu huyền thoại luôn. Năm nay đang hot mẫu này của nhà em đây. 5689 5689 cả nhà ơi, chốt giúp em M4. M3 ok, chị Trúc Nguyễn đang chưa lên màu đen. Chưa lên màu đen, khi nào lên màu đen được chị chốt giúp em nhá. M1 tập thể dục được chị ơi. M438 cho chị Hà Phương. Đây. Thôi đừng đút nữa. Chờ mới đút đến bao giờ. Chị của chị không thấy chốt đơn chị Nguyễn Ước kìa. Chị Nguyễn Ước gọi cho chị mãi không được. Chị Huỳnh Sang Nguyễn 38. Rồi cả nhà chốt giúp em M4, quá rẻ mà lại đẹp luôn cả nhà ơi. Quá rẻ mà lại đẹp, các chị tập thể dục. Chị Hiền Hàn Lenny chị này xem bao nhiêu ạ? Chốt giúp em M4 35 38 39 35 36 38 39 36 chị Thanh Hiền. Rồi 38 cho chị Lê. M3 38 cho chị Lê Anh Tuyết. M3 ấy. M3 còn chị ơi, M3 còn nhá. 38 cho chị Huỳnh Sang Nguyễn. 689 cho chị Yên Phạm. Nào các chị ơi, chốt M4 giúp em. 36 cho chị Cúc Trúc Nguyễn ạ. Đơn hôm qua chốt cho chị sao không thấy ai gọi hết. Chị Tay Sam ơi cho em xin đại số với ạ. Cái này tập thể dục trời ơi, quá nhẹ nhàng mà đẹp luôn các chị này. Hàng cao cấp của nhà em không phải hàng vừa vẩn các chị nhá. Con này mua thị trường 250 đấy ạ. Mua ngoài shop giá 250 cả nhà ơi. Ai lấy chốt cho em M4. Không thấy gọi à chị. Rồi 36 chị Thanh Hiền có đơn. Chốt cho em M4 cả nhà ơi, nhanh tay M4 nhá. 99k thôi chị ơi, quá rẻ luôn. 38 cho chị Hồng Nguyễn. Bây giờ không ghi tên nữa. Đọc đến xem bao nhiêu gạch luôn cái size này đi để xem còn những size nào báo thôi. Mai xem lại livestream chưa giờ không chốt được. Rồi chị Thơm Dương 38 gạch luôn 38. Chị Bin Phạm 35 ok chị này. Chị Khâu Hồng 38 cho em. Chị nào chưa có số bổ sung số giúp em nhá. Rồi chị Hồng Lê 36. Cả nhà ơi, chị nào chưa có số bổ sung số giúp em. Và nếu có thể các chị cho em xin địa chỉ luôn trên này cũng được ạ. M435 chị Vân Anh Đỗ này. Chị Bin Phạm có đơn rồi. Trời ơi đẹp mà các chị ơi, hàng cao cấp mua ngoài shop này. Các chị nhìn rõ chưa ạ? Không phải là hàng xưởng, hàng vớ vẩn đâu cả nhà nhá. Em chào chị Bảo Yến, chào chị Man Dung. Nào các chị ơi, 36 chị Hồng Lê có đơn ạ. Tối qua mình chốt sao cả ngày hôm nay không ai gọi điện đi ạ. Chị Ti Tí ơi, chị chốt được mã gì chụp ảnh gửi giúp em với nhá. Rồi chị Việt Thanh Bởi ok chị này. Gạch luôn không ghi tên nữa. Rồi chị Thanh Ngọc 39 ok tình yêu. Nam mang được không, nam nữ mang ok hết chị nha. Cái này bố em cũng đi mà. Rồi 4 size 38 chị Bảo Liên cho em xin số điện thoại. Bố mẹ em đi tập thể dục được đây cả nhà. Rồi chị Việt Thanh 7 ok. Cái này các chị mặc với bộ thể thao quá xinh luôn. Quá xinh luôn cả nhà ơi. Chắc quên à. Ui thế đấy chị ơi. Vậy chị chốt lại giúp em với nhá. Rồi ok chị Tay Sam này. Cho mã nhiều một tí đi, cái mã đen bằng này này. Chị ơi ship tỉnh là 30.000 nhá. Cả nhà làm ơn cho em xin nút chia sẻ với ạ. Em chốt cho chị Khâu Hồng rồi. Chị nào được đọc tên đều chốt hết rồi ạ. Tại vì là hôm nay em về số lượng rất là nhiều nên là đủ để chốt cho cả nhà nhá. Rồi tiếp cho cái mã hồng này Hương nhá. M439 cho chị Tuyết Nhung. Chị nào chốt đơn đều có đơn hết rồi cả nhà nhá. Nên các chị yên tâm không lo bị thiếu ạ. Rồi chị Phạm Thanh 36 ok. M438 cho chị Vân Win. Rồi ok chị gái. Chị Trương Trịnh Hồng em thấy chị nhá. Cả nhà chia sẻ giúp em với. Trời ơi đẹp quá. Nào các chị gái M5 size bao nhiêu? 5678940 cả nhà này. M5 hôm nay em về nguyên 1.000 đôi thể thao này. Các chị trời ơi chốt thoải mái. Em bán 99k các chị cứ thoải mái mà chốt luôn. M439 ok chị Mai Phạm có đơn rồi. M438 chị Thơm Dương có đơn rồi chị ơi. Nào chốt giúp em M5. M435 chị Lê Thị Ánh có đơn nhá chị nhá. M5 size 7 ơi chị Thanh Hiền dồn đơn. Gạch đi nhá, không phải ghi tên đâu Hương ơi. Gạch luôn. Để xem còn báo sai thôi chứ không còn để ghi tên nữa. Trời ơi cao cổ về cực kỳ nhiều luôn. Cho ông luôn cái mã cao cổ màu đỏ nhá. Nào các chị gái ơi, M5 giúp em nhanh tay nào. Quá rẻ luôn, con này rất là nhẹ nhàng mà đẹp. M540 ơi chị Uyên Vũ. Rồi chị nào chốt M5 nhanh tay giúp em với ạ. M5 thì nhanh tay giúp em cả nhà nhá. Quá rẻ mà lại đẹp. M439 đó chị Phan Hồng Ngọc ok chị này. M4 chị Thiên Trần Vĩnh Thiên thấy chị nhá. Rồi chị Lì bé M436, M536, ok tình yêu. Đây là M5. Rồi tiếp cho mã mới đi Hương ơi. Cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ giùm em với nhá. Cao cổ đây đúng không? Nào, chị nào vừa hỏi em cao cổ đây nhở. Một con siêu phẩm M7 Balenciaga cả nhà nhá. Giá thị trường vào tầm 350 đấy ạ. Ai lấy chốt M7 ok M539 là chị Alin Nguyễn hả? 578940 đúng không? M6 giúp em. 578940 Balenciaga mã M6 ạ. Ok M539 là chị Thanh Hiền dồn đơn. M1 là màu trắng phải không? Đúng rồi chị ơi, M1 màu trắng 79k em sale đấy ạ. Nào các chị nhanh tay cho em M6. Đẹp mà 99k đúng rồi chị ơi. Thể thao nhà em chỉ bán như thế thôi ạ. Em bán dưới giá nhập cho cả nhà nhá. Mẫu này không có đen chị ơi, màu đỏ thôi. 578940 đi, con này là cực kỳ chất luôn. Em chào chị Lâm Diệp nhá. Cái này hôm qua này hết hàng rồi, hôm nay khui ra lại còn. Cho chị nào chưa chốt được hôm qua thì hôm nay em về thêm cả nhà nhá. M438 màu đen. Ok chị Thơm Dương, M438 màu đen là mã gì đúng? Ok chị Thơm Dương cho em xin số này. Ok chị Ngọc Lan M339. Em ở Hải Hậu Nam Định chị Hằng Mai ơi. Chị Hoa Nguyễn Thị em thấy chị nhá. M636 cho chị Su Bella. M137 chị Trương Trịnh Hồng, ok tình yêu. Nào các chị ơi chốt giùm em M6 vậy ạ. M6 99.000 thôi. Màu trắng em có rất nhiều nhưng mà mã khác giùm em cả nhà nhá. Cho em xem lại M1. Chị ơi tí nữa nhá. Em like qua mẫu rồi. Like qua mẫu rồi tí em mới quay lại. Rồi cho mã khác đi Hương ơi. Đây là M6 này. Chào chị Thảo Đinh nhá. Cho mã khác đi. Bao nhiêu? 68. M639 đó chị Tuyết Nhung rồi, ok chị. Có bao nhiêu Hương nhỉ? 678. 678 các chị ơi làm ơn chia sẻ giúp em với ạ. Màu đỏ chói quá chị ơi, có trắng. Có trắng nhưng mà ít cổ cao. Ok chị Hà Minh M636 này. Các chị chốt M7 giúp em. Không có 36 đâu. 37 38 thôi à? Cái màu đỏ không có 36 đâu. Màu đỏ khi nãy không có 36 chị nhá. 35 rồi. M7 36 37 38 các chị ơi, M7 con này quá chất luôn. Màu hồng giúp em này. Ai lấy comment M7 kèm số điện thoại cho em với ạ. Cho mã này lên luôn Hương nhá. F06 này này. Ở đây vẫn còn. Cao cổ trắng hoặc đen rất nhiều chị ơi, chờ em một chút. Tại vì em chưa kịp soạn hàng, hôm nay nhân viên không có. Hôm nay không có nhân viên nên là hơi chậm, các chị thông cảm giúp em. Nào M7367 cho chị Thanh Hiền dồn đơn. Có đế cao chị ơi, cả nhà ơi chốt giúp em M7 và nhớ chia sẻ giúp em cả nhà nhá. M738 cho chị Huỳnh Sang Nguyễn dồn đơn. Nào cả nhà ơi chốt M7 quá rẻ mà đẹp, lại đẹp. Gạch luôn xong báo sai Hương nhá. Không 67 ơi chị Thanh Hiền. Rồi em còn 78. M7 màu hường em còn 3738 các tình yêu nhá. Ai lấy comment M7 kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi chị Hà Minh 36 còn đâu? M7 37 ơi chị Ngọc Nga. Em hết 6 rồi chị ơi. M8 giúp em. F06 này có 3 chồng. F06 Hương Đỗ em thấy chị nhá. M7 M5 size 37 đó chị Nga Nguyễn Thị, ok chị. 56789 M7 size 7 đó chị Hương Đỗ dồn đơn. Cho chị Hương Đỗ. Cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ giúp em nhá. M8 5678940 ạ. Cho em xem lại M4 chị ơi, em qua M4 em không nhớ M4 đâu ạ. 5678940 cả nhà nhá. M8 con này cực kỳ nhẹ nhàng mà đẹp luôn. Trang Thu em thấy chị nhá, cái này giá thị trường tầm 250. Tất cả thể thao nhà em giá thị trường đều rất là cao cả nhà nhá. Tại vì nó là hàng Quảng Châu chứ không phải hàng Việt Nam đâu ạ. Các chị yên tâm khi mua hàng nhà em, quá rẻ mà lại đẹp luôn. Ai đấy chốt cho em M8. M8 ok chị Nga Nguyễn Thị của chị màu đen rồi. M8 size 6 cho chị Ti Tí. Ti Tí 36. Lên cao gót đi ạ. Chị ơi cao gót em chưa kịp bóc, chờ em tí nhá. Like xong thể tham lên cao gót. Đơn tối qua chưa gọi điện chốt đơn. Chị Hường Đỗ ơi ạ. Chị Hường Đỗ ơi, chị nhắn tin lại hoặc là chốt lại giúp em với nhá. Rồi ok chị Hương Đỗ 78 dồn đơn. Toàn bộ này hàng Quảng Châu cả nhớ, không có hàng Việt Nam các chị nhá. Không có hàng Việt Nam đâu các chị này. Nên là nói chung là hàng này ngoài shop toàn bán 350-400 thôi. Còn nếu hàng Việt Nam thì nó đã khác rồi. Hàng Việt Nam rẻ thôi cả nhà ơi. Hàng Việt Nam rẻ thôi các chị nhá. 5678940. Ai lấy comment M8 giúp em. M8 kèm số điện thoại ạ. Em chỉ bán giày nữ thôi chị nhá. Em chỉ bán giày nữ thôi. Tiếp trong một mã nữa đi không rồi. Cái chồng cao kèo này là cái gì? F05 đấy. Nó trắng. Đâu? Trắng rồi đấy. Ok M8 cho chị Ngọc Lan ơi, chị lấy size bao nhiêu? Chị Ngọc Lan lấy size bao nhiêu nào? Em đặt hai đôi lúc chị đăng bài comment địa chỉ sao chưa thấy điện thoại chốt hàng thế. À chị Ngô Thủy Tiên ơi, em gửi hàng đi cho chị rồi. Hôm nay hàng về em gửi đi luôn rồi, em không gọi lại đâu. Đồng giá hết chị nhá. 579 nha, cái màu trắng 579. M8 size 7 ơi chị Bích Ngọc đi. Bích Ngọc, à? Bích Ngọc, Bích Ngọc à? 37. Rồi ok chị Hiếu Phạm nhá. Hương ơi cho mã mới đi, 810 rồi đi. 810 màu ghi này. Em không có Vì Nam chị ơi đấy. M8 size 7 ơi chị Thu Nhàn. Em chào chị Ngọc Nguyễn nhá. Nào các chị gái này. Một con siêu phẩm luôn M9. Chị Ngọc Lan 39 ạ. Đây. Cao gót đi ạ. Cao gót em chưa kịp soạn chị ơi. Cao gót em mà soạn được em lên luôn. Nào cả nhà ơi, chốt cho em M9. M9 đây, màu ghi bên này. Đấy tất cả màu trắng. Nào các chị gái M9 giúp em. Bao nhiêu? 578. 5789 cả nhà ơi. Các chị chốt cho em M9 nhá. 99.000 cho một đôi giày này có rẻ quá không ạ? Ba ta mẫu mới. Chị ơi toàn mẫu mới đây mà. Em có mẫu liên tục cả nhà nhá. 5 bao nhiêu nhỉ? 5789. 578940. Các chị chốt M9 giúp em này. Quá rẻ luôn mà lại đẹp cả nhà nhá. 578940 ạ. M9 kèm số điện thoại cho em. 272 chị gái ở đâu hết rồi, chấm giúp em một cái nào. Mẫu này màu ghi chị nhá, mẫu này là màu ghi. Mẫu này là màu ghi của em. Tất cả chồng đấy đều màu trắng, khổ quá, bóc ra làm gì vậy? Cho mất thời gian. Chị lên mấy mẫu đen rồi. Em vừa lên đen xong chị ơi. 578940 ạ. Ai lấy comment M9 giúp em nhá cả nhà. Công năng mình vứt đâu rồi không biết. Có Fila không? Có Fila chị ơi, có Fila cốc nước. Có ai thấy cốc nước không? 678 cho chị Hương Đỗ ạ. Chị ơi ship là 30k chị nhá. M9 này 37 ơi chị Ngọc Nga. Em chào chị Hoàng Nhi nhá. Nào M9 giúp em. 578940. 35 chị Tun Quang. Có size chị ơi 578940. Ai lấy chốt cho em M9. Trời ơi rẻ mà. 248 tình yêu. Không chị nào thích mẫu này ạ. À. Chị Nguyễn Bích Diệu 7 cho em xin số điện thoại nào chị Nguyễn Bích Diệu ơi. 35 đây con chốt rồi. Chị Tun Quang 35. Các chị chốt cho em xin địa chỉ và số điện thoại luôn cả nhà nhá. Chị Nguyễn Bích Diệu 7, chị Tuyết Nhung 39. Không có 7. Cái Hương nó vừa đọc 7 không? 39 đi. 39 chị Tuyết Nhung 39 đây. 38. Đây ạ. À? Chị ơi, một ri cũng bằng đấy tiền chị nhá. Em xỉ từ 50, em xỉ từ 10 ri trở lên ạ. Có bốt không bạn? Em có bốt chị ơi. Nào cả nhớ bây giờ chuyên mục lẻ size M10 size 35 giúp em. Đẹp lắm cả nhà ơi, M10 size 35 có tình yêu nhá. Nhanh tay M10 35. Đẹp chưa? Form giày quá đẹp luôn cả nhà. Ai lấy comment M10. M10 size 35 kèm số điện thoại cho em ạ. Cho mã này đi này. M11. Đơn của chị dồn một thể, ok chị yêu. Cả nhà ơi, con siêu phẩm này phải chốt nhanh giúp em. M11 size 35, 36, 37, 38. M9 size 7 ơi chị Nguyễn Bích Diệu. Có 7 không? M10 chưa có ai chốt. Cái này chốt chưa? 5678 các chị gái nhá. M11 con này các chị phải nhanh tay. Ok chị Nguyễn Bích Diệu, mày cứ để cái đấy nguyên cho. Con này các chị phải nhanh tay tại vì đế Balenciaga năm nay đang hot, người ta tăng giá rất là cao cả nhà nhá. Dép sục em không có, chị ơi em chưa về dép sục. Giày dép cao con em chưa về cả nhà. 11 size 7 cho chị Lê Thanh Lam, 36 cho chị Thanh Hiền. Rồi chị nào chốt 11 giúp em ạ. Có size 5678, 5678 M11. Chị ơi giá là 99.000 chị nhá. Còn mã đầu tiên em mới sale là 79k. Đây là 99.000 giúp em này. Ai lấy comment M11 đẹp nhưng mua của Trang Trật Tủ rồi à? 11 size 7 ở chị Trần Cẩm Hồng. Chị Hoa Cỏ May M10 đi. 11 size 6 ok chị Thanh Hiền. Rồi chị nó chốt 11 giúp em ạ. 11 size 7 ở chị Hường Đỗ. 11678 ở chị Phạm Thu Hoa. Trời ơi đẹp mà. Đẹp mà cả nhà ơi, mua thị trường mấy trăm nghìn đấy cả nhà ơi. Chị Hoàng Nhi 1136 cho em xin số nào. Chị Thảo Nguyên 7. Tuấn Lợi em thấy chị nhá. Chị Ngọc Nga 7. Có giày không dây không? Có giày không dây chị ơi. Chị Vũ Trang 38 cho em xin số nào. Nhanh tay cả nhớ ơi, nhanh tay giúp em. 678 5678 M11. M10 em hết rồi chị Nguyễn Loan ơi. M11 giúp em qua mẫu cả nhà nhé. Hôm nay em tí nữa em bóc xong cao gót em like. Cả nhà ơi chia sẻ giúp em với em M12 size 36, đôi ba len này cổ thấp cả nhà nhé. Ai lấy comment M12. 11 size 8 chị Vũ Hạ cho em xin số này. 11 size 6 chị Di Vân. Có like cao gót không chị? Chị ơi tí nữa nhá. Xong thể thao lên cao gót. Nào M12 size 36, M12 size 6. Các chị chốt M12 giúp em. Nhớ gọi em nha. Rồi ok chị Thảo Ninh 11 size 7. 11 size 5 chị Thảo Sương cho em xin số nào. Ok chị Hoàng Nhi 36. Các chị ơi chốt để lại số giúp em. Ok chị Huệ Ngốc 7. Chị Hoa Cỏ May M12 này. 11 size 5 cho chị Hoa Phạm. M13 cái này còn size không Hương ơi? Cứ để nguyên đấy đi rồi mai mới chốt được. Cái nào mà có tên thì mới vứt ra nhá. Còn cái nào chưa có tên cứ để đấy. 12 size 6 em không còn ạ. Bao nhiêu? 3940 cả nhà comment M13 giúp em. Con này con siêu phẩm M13 cả nhà nhé. Đi lên đúng chất luôn. Nhớ đôi em vừa đặt ok chị nhá. Nào M13 size 3940 kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Đặng Đỗ Minh em thấy chị nhá. 13 không có size 6 rồi chị ơi, 3940 mà. M13 size 3940 lẻ size thì toàn mẫu đẹp thôi cả nhà ơi. Lẻ size toàn mẫu đẹp thôi. M13 hai đôi ship. 11 size 5 chị Thảo Sương rồi ok chị này. M13 size 3940. Có một đôi 38. Không có 6 chị ơi, có một đôi 8. 40 chị Mỹ Đỗ cho em xin số ạ. Rồi tiếp M14 size 35. 1340 chị Uyên Vũ dồn đơn. M14 cả nhà ơi, Gucci. Gucci màu ghi size 35 cả nhà nhá. Em ở Hải Hậu chị ơi. Nào các chị ơi chia sẻ giùm em với ạ. M14 size 35. Em rất là cần được chia sẻ của các chị nên các chị chia sẻ giúp em nhé. Ok chị Vũ Trang nhớ lên đấy giúp em ạ. M14 size 35. Quá rẻ luôn. M14 size 35. Cái màu trắng này này. Em không bán giày nam chị ơi hả? Đây, một chồng cao. 14 chị Trần Thị Diệu Tuyền cho em xin số với ạ. Ok chị Mỹ Đỗ này. Trời ơi đẹp quá. M15 giúp em. 40 5678 40. M15 giúp em cả nhà ơi. Con này chất chưa? Chị nào thích cá tính một chút thì chốt M15 giúp em nhá. Có size 35 36 37 38 40 ạ. 35 36 37 38 40. Ship vòng xoay Tam Hiệp 35.000 chị ơi, 35.000 ship bưu điện cả nhà nhá. Chị ơi hai đôi không miễn ship đâu ạ. Nhà em bán từ 7 đôi miễn ship cả nhà nhá. Các chị chọn giúp em 7 đôi này em sẽ miễn ship tại vì cái này bán gần bằng giá xỉ cho các chị luôn. Nào chốt M15 giúp em. M15 ạ. Size 35 36 37 38 40. Bằng size Việt Nam chị ơi. Chị Hoa Cỏ May cho em xin size kèm số điện thoại đi ạ. Đỗ Thị Cúc em thấy chị nhá. 5678 40. M15 giúp em. 13 em hết rồi chị ơi. Hết 13 14 rồi. Hết 13 14 rồi. 15 giúp em này. Con này đẹp mà chất luôn. 36 chị Hoa Cỏ May dồn đơn 99k chị ơi. 7 chị Thảo Đinh dồn đơn. Rồi vẫn còn 567840. 7 chị Quỳnh Thơ 35 đây rồi nha, chị Nguyễn Loan 35. Rồi còn 5840. Còn 56840 ạ. Còn 56840 các chị chốt giúp em nhá. M15. Em chào chị Pink Y Duyên này. Còn 56840 cả nhà ơi, M15 có size chị nhá, có size. Hàng này tương đối đủ size luôn. Rồi tiếp M16 size 36. Một đôi cũng ship chị ơi. Nửa đôi em cũng ship luôn. Miễn là các chị nhận hàng giúp em. 40 chị Nguyễn Titi. Cả nhà ơi, con này đẹp quá mà có một đôi thôi. M16 size 36. M16 size 36 ạ. Có size chị gái ơi, có size chị nhá. M16 size 36 kèm số điện thoại cho em cả nhà này. Đẹp chưa, chất chưa. Ai lấy chốt M16 cho em nhá. Em sẽ lên nhanh tại vì bây giờ là hàng lẻ size rồi. Lẻ size rồi. M17. 16 chị Pinky Duyên, chị Thu Mi cho em xin số ạ. Pink à? Vâng. Pinky Duyên. Chị Thu Mi cho em xin số M17 size 9. Cả nhà ơi, con này kiểu nó nhái nhưng mà nhái rất là chuẩn luôn cả nhà ơi. Nó không như giống như cái hàng mà fake loại mấy đâu, cái này loại 1 luôn cả nhà nhé. M17 size 39. M17 ạ. Size 39 kèm số điện thoại cho em cả nhà nhá. Các chị ơi, giờ lẻ size rồi. Chị nào trúng đôi nào là phải chốt nhanh. Chốt nhanh cả nhà nhá. M17 size 39. Ai lấy comment 17 kèm số điện thoại cho em ạ. M18 off-white này. Mẫu này còn đang Hương nhỉ? Có 2 đôi sao ấy. 17 là chị Yên Phạm. Nào các chị gái, có đúng 2 đôi M18 size 36. Các chị nhanh tay nhá, tại vì form giày nó rất là đẹp cả nhà nhá. Cái này có fake nhiều loại luôn. Fake rất là nhiều loại cả nhà nhá. Nhưng mà những cái loại form chuẩn như này là rất là ít. Và không có giá rẻ như này đâu ạ. Rồi M18 size 36. M18 size 6 có 2 đôi thôi. 16 cho chị 2 đôi. M16 là cái gì rồi không nhỉ? 16 là... Em hết 16 rồi chị ơi, đồng giá hết. 16 này không còn à? Không còn. M18 size 6, các chị nào chốt M18 giúp em với ạ. 17 em hết rồi chị ơi, giày nữ mà, giày nữ. Giày nữ các chị gái nhá. 36 cho chị Nguyễn Lan dồn đơn. 18 á. Ok chị Nguyễn Bích Diệu nhá. Nguyễn Lan đây ạ. Rồi còn một đôi nữa. M18 size 36 còn một đôi. Rồi có Fila chị nhá. 18 size 36. Không có 5 đâu chị ơi. 18 cho chị Hoa Nguyễn cho em xin số ạ. Nào các chị gái, cái này có nhiều không ơi. Nào các chị gái nhanh tay chốt M19. M19 size 38 giúp em. Có nhiều lắm. Cái này là mã nó ngay đây này. Nói chung là có rất là nhiều. 18 chị Nina Kim này ơi. 18 vào đây cho chị Nina Kim. 2 người à? Không. Nào M19 size 38. Nãy giờ em mua 3 đôi rồi, ok chị nhá. Chị nào chốt nhiều là mai nhớ nghe máy giúp em với ạ. 18 chị hết rồi chị ơi. Ngay đây này Hương ơi. Nhìn chữ. Đây có đúng không? Nhìn một chồng là toàn size 38 là nó đây. M1 lúc đầu em không lấy được không? Rồi ok chị nhá. Rồi ok. Nào M19 size 38 ạ. M19 size 8. Cái này các chị chỉ cần xỏ là đi ok rồi. Ok chị Dung Linh Nguyễn 19 này. Chị Dung Linh Nguyễn 19 size 8. Chị nào chốt cho em 19 ạ. Cái này có 10 đôi size 38 luôn cả nhà ơi. Nhiều không? Cái này có nhiều lắm mà không biết để đâu rồi. 19 đó chị Hà Phương. Hà Phương đi. Hà Phương. Các chị ơi, các chị chia sẻ tụi em với nhá. 19 size 38. 38 cho chị Yên Phạm rồi. M20 size 39 ạ. M20 size 39. Bê cái chồng này sai rồi ạ. M20 size 39 cả nhà ơi. Tìm mã 805 màu đen đi Hương ơi, chốt này. 805 màu đen đấy. Chốt nha. 19 không có size 7 rồi chị ơi. M20 size 39 giúp em. Trời ơi đẹp mà cả nhớ ơi, rẻ quá. M20 size 37. Em thấy chị Tú Hồ nhá. Size bao nhiêu? 805 có nhiều. 20 size 9 không có chị ơi. 20 size 9 đó chị Thảo Vi. Xin lỗi chị. Bên này đây làm gì Hương? Nào các chị gái M21. Con này quá chất luôn. 58940 M21 giúp em. Trời ơi con này đẹp quá. Chị nào không chốt là phí con này của em này. 58940 cả nhà chốt M21 giúp em nhá. 58940. 20 em hết rồi chị ơi. M21 35383940 M21 giúp em. Phi Lam chưa tìm thấy đâu chị ơi. Phi Lam chưa tìm thấy nhá. 35383940 M21. Ôi cái đôi này đẹp thế. 21 size 40 chị Thu Bùi cho em xin số nào. M21 vừa rẻ lại vừa đẹp. 40 chị Nguyễn Titi cho em xin số luôn. Còn nhiều 40 không? Hai cái đôi này là chốt rồi đúng không Trang? Cái nào con ghi tên nào đều có chốt rồi. Chị Hà Phạm ơi chị nói size bao nhiêu ạ? Em ở Hải Hậu nha. Chị Ngân Ngô 39 ok chị này. Chị Nguyễn Titi 40 chị Thu Bùi cho em xin số nào. Hết 40 rồi ạ. Còn 3538. Còn 3538 thôi cả nhà ơi. Nay có size cao gót không? Ít size về Hương. 805 mà hết rồi á. Rồi hiện tại em còn 3538 ạ. 39 nó chị Long Noi. M21 em có mẫu cả nhà nhá. M22 một con siêu phẩm cho các chế. Size 36. Hết 40 rồi chị ơi. M22 size 36 giúp em nhá. Nào các chị gái ơi đẹp quá trời luôn. M22 các chị nhanh tay thì được nhá. Size 36. M22 size 36. M23 em có. Em nhận được giày rồi đẹp lắm. Cảm ơn chị Tình Gabi nhá. Trời ơi rẻ mà. 22 chị Nhi Nhi. Nhi Nhi mẹ ơi. M23 size 36 luôn. Toàn những form cực kỳ chất luôn cả nhà nhá. M23 size 36. M23 size 36 39 có 2 đôi. M23 size 36 39 có 2 đôi cả nhà ơi, nhanh tay cho em. M23 size 36 39. Còn đúng 2 đôi các chị nhá, nhanh tay thì được ạ. Tìm Phi La rồi ok chị. Một đây một đôi nữa mẹ. Cho mã mới đi không? 23 size 9 cho chị Milen. Milen bảo. Cho mã mới đi. Đấy đống này size để bê hết ở đây. 36 cho chị Pinky Duyên. Đây cái này có như size gì? Hình như toàn 36 đúng không? Off white này. Nào các chị gái chốt M24 size 36 37, đúng mã nhá. Đúng mã vào đấy. M24 size 36 37 em hết 23 rồi ạ. M24 này size 36 37 có ít thôi cả nhớ, không có nhiều các chị nhá. Em không có giày nam chị ơi, em chủ yếu giày nữ, em bán giày nữ mà. Con này đẹp quá mà chị nào vừa nãy chưa được này. M24 M22 em hết rồi chị Hiền Phạm ơi. M24 size 36 37 kèm số điện thoại giúp em ạ. 24 chị Trâm Lê này size bao nhiêu nào? Chị ơi có 99.000 đồng một đôi thôi, em ghim giá rồi chị nhá. 24 size 7 chị Linh Huỳnh cho em xin số nào. Hết 7. Hết 7 còn 36. Còn 36 còn 36 ạ. M24 em còn 36 các chị nhá. Đây có một đôi 36 này. Không có đâu chị ơi. 24 chị Trang Nguyễn. M25 đế lượn sóng. 36 chị Hồng Cẩm Nguyễn cho em xin số điện thoại nào chị ơi. M25 quá rẻ luôn. Ok chị Linh Huỳnh size 39 giúp em. M25 size 39 ạ. Nào các chị gái nhanh tay nào. M25 rẻ mà lại đẹp cả nhà ơi. Đế của nó đây các chị nhá. Hàng này rất là mềm luôn. M25 size 9 ạ. Ai lấy chốt cho em M25 này. 6,7 tấn 9 40. màu khác rồi. Không, vậy thì là có 21 size 5 là mã gì rồi? 6940. 25 size 9 là chị Hồ Ly, chị Năm nói cho em xin số, chị Trâm Lệ. Cho một mã đủ size đi nên cho nó đỡ buồn. Long noi với ai? Đây cho mã màu hồng bên này này. Hồ Ly, Long noi, Trâm Lê. Rồi tiếp cho cả nhà một mã siêu phẩm nhá. Cả nhà ơi chia sẻ giúp em với nào. 256 chị gái đang xem cho em xin nút chia sẻ với ạ. Chị Hạ Vân em thấy chị nhá. Có size gì? Nào các chị gái, con này là rất phù hợp cho cả nhà đi du lịch các tình yêu nhá. Con này rất là phù hợp đi du lịch các chị này. Chỉ cần xỏ và đi thôi. Màu hồng cực kỳ nhẹ nhàng nhưng mà lại khá đơn giản mà lại đẹp luôn. Nào chốt M26 giúp em ạ. Hả? 6789 nào. M56789. M26 ạ. 56789 M26. Tìm Fila rồi chờ em tí nhá. Trời ơi con này đẹp lắm cả nhà ơi, chốt giúp em là M26. M26 size 35 36 37 38 39 giúp em. 39 cho chị Ngọc Nguyễn. Chị ơi xong thể thao lên gót nhá. 26 cho chị Thu Mi. 39 cho chị Nguyễn Hồng Cúc. M26 size 7 cho chị Bông Hồng nhỏ. 679 cho chị Yên Phạm. Anh ơi cái đấy chưa chốt xong đâu, cứ để đấy. 9 cho chị Thu Bùi cho em xin đại số nào. 36 cho chị Trúc Nguyễn. Nguyễn Hồng Cúc ơi em thấy chị nhá. Chị Nguyễn TT 36 này. Ok chị Nhung Stella này. Chị Tuyết Nhung 39. Chị Nguyễn Lương Nga 37. Chị Hồ Ly 38 cho em xin đại số nào. 37 ơi chị Hương Đỗ Dồn Đơn. Chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên 38. Điện không cãi được à. Chị Thảo Đinh 7 Dồn Đơn. Nào trời ơi con này các chị mùa du lịch rồi cả nhà ơi. Mỗi chị lên có một đôi này. Mỗi chị lên có một đôi ạ. 26 size 7 của chị Huệ Ngốc. Rất là nhẹ nhàng mà đẹp luôn. Con này thực sự quá đẹp ạ. Đây cả nhà ơi, bên trong đế thông khí cả nhà nhé. Đế không thông khí chống hôi chân. Em không có giày nam chị ơi. M26 còn đủ size không Hương? M26 chị Nga Dũng em thấy chị nhá. Nào quá đẹp luôn cả nhà. 39 đó chị Phạm Moon. 7 chị Huệ Ngốc Dồn Đơn có đơn rồi chị ơi. 35 đó chị My Phụng cho em xin số nào. Chị Hiền Đỗ 39 cho em xin số điện thoại nào. M26 vẫn còn đủ size các chị nhá. Nhanh tay cả nhớ em về này về rất là nhiều luôn. M26 ạ. Bích Hồng em thấy chị nhá. Hồng cao gót à. 26 size 7 đó chị Huỳnh Nhi. Ok tình yêu. 26 size 8 chị Tuyền Hiếu cho em xin số ạ. 26 size 36 chị Hồng Cẩm Nguyễn. M27. Con này siêu nhẹ hàng cao cấp cả nhà nhá. Ok chị Nguyễn Mỹ Ngọc 37. M27 size 37 cả nhà ơi. Đây là giày siêu nhẹ hàng cao cấp. Xỉ ra đã 150 rồi cả nhà ơi. Có điều sót lại còn có mấy đôi ạ. M27 các chị chốt giúp em nào. M27 size 37 kèm số điện thoại giúp em nhá. 2636 chị Nguyễn Ước cho em xin số ạ. Chị Nguyễn Ước nữa nhá. Có giày trắng không em chị ơi? Rất là nhiều. M27 size 6. Chị Thanh Phạm này. Thanh Phạm cho em xin số này. Còn một đôi 36 cả nhà nhá. Còn một đôi 36. M27 em còn một đôi 36 ạ. Siêu nhẹ. Chốt cho chị ấy chưa? Nguyễn Ước chưa? Được. 36 đây. Nguyễn Mỹ Ngọc cho chưa? Hả? Mày chốt kiểu gì chứ? Thôi mày đừng chốt nữa, mày gạch đi cho tao rồi. Chán mày lắm. Rồi 26 size 8 cho chị Thu Văn Lê. Gạch đi xong báo size đi. Đọc đến đâu gạch luôn. 27 cho chị Nhi Nhi. Rồi tiếp M28. M28 size 38 giúp em nhá. M28 á, size 38 kèm số điện thoại này. 27 size 6 chị Trang Yên Nhiên mẹ ơi. M28 cả nhớ, con này đẹp quá. Size 38 giúp em cả nhà nhé. M28 size 38. M28 size 38 kèm số điện thoại cho em ạ. Hôm nay em không lên gót chị ơi, 26 là màu hồng đúng rồi. Chị cho 26 thì để lại size kèm số điện thoại cho em. M29 size 35. M29 giờ em lên lẻ size đã cả nhà nhá. M28 chị Thảo Nguyễn cho em xin số ạ. Bây giờ lên lẻ size đã cả nhà ơi. M29 size 35 giúp em này. Quá đẹp luôn. M29 size 35. M30 size 39. M30 size 9 chị ơi, giày nam nữ đi đều ok hết. M30 con này đẹp quá. Size 39 giúp em nhá. M30 size 39. 28 hết rồi Thủy Ngô ơi. M30 size 9 ạ. M30 size 9 em chào chị Nguyễn Thị Thúy nhá. Cái này còn để Trang, màu đen còn này. Màu đen còn đây này. Màu đen còn 8789 này. 29 cho chị Hồng Đào ơi. Chị ơi em bán đồng giá nhá. Em bán đồng giá 30 cho chị Thu Vù. Xong một mã này. Xem mã này size không rồi. Đây 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 đây, chồng này. Nào các chị gái, chốt cho em một con này M31 nha, con này siêu đẹp luôn. Và chỉ còn tầm 15 đôi thôi. Hả? 5679. 5679 này. M32 giúp em. Con này số lượng có hạn. Số lượng còn ít cả nhà nha, còn 15 đôi thôi ạ. Nào 5679. 5679 ai lấy chốt M32 kèm số điện thoại cho em ạ. Có giày con trai không? Chị cho giày con trai không có chứ em chỉ bán hàng nữ thôi. Cho tiếp mã cao cổ này nhá. B23 bên này, bên kia nhiều này. Đây này. Cái bên này sai rồi. Nào các chị gái, M32 giúp em. Con này đi cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Và đây là giày thêu cả nhà nhá. Giày thêu các chị này. Đẹp chưa? M32. M32 giúp em. 5679 ạ. Các chị chốt cho em M32 cả nhà nhé. 32 size chỉ cho chị Thu Bùi. Thu Bùi 39 này, ok chị Ngân Ngô 39 cho em xin số này. Chị Nguyễn Hồng Cúc 39 cho em xin số điện thoại này. Chị Hương Đỗ 7 dồn đơn. Rồi còn 567 cả nhà nhá. 5 cho chị Trâm Thùy, 6 cho chị Vi Dương, 7 chị Thu Minh Ngọc cho em xin số nào. Còn 567. Còn 567 thôi cả nhà ơi. 567 M32 giúp em nhá. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, quá đẹp luôn các chị này. M32. 36 chị Thu Ba Dơ Moon. Rồi M32. Ok chị Nguyễn Hồng Cúc dồn đơn này. Ok chị Thu Bùi dồn đơn này. Cái này có size gì không? Chỉ cần báo mỗi thứ có bao nhiêu size là được. Nào các chị gái, M33 cả nhà ơi. Con này thì đẹp tuyệt vời luôn. Các chị nhìn màu này. 29 con thì dồn đơn ok chị nhá. Bao nhiêu? 6, 7, 8, mỗi thứ bao nhiêu đôi? 32 size 6 chị Moon bé cho em xin số. Có 6, 7, 8, 9 không? Có 9 không? Có 9 không? Nào các chị 6, 7, 8, 9. Ai lấy comment M33 chốt cho em kèm số điện thoại luôn cả nhà nhá. Cái này các chị phải nhanh tay. Ngân Ngô chị có đơn rồi à? Ok chị. 33 size 8 cho chị Tóc Tuấn Tuyền. Có mấy đôi 7? Nào các chị gái nhanh tay chốt M33, con này đi lên chân cực kỳ chất luôn cả nhà ơi, đẹp chưa? Hả? Còn 5678 các chị chốt M33 giúp em. Màu của nó này. Màu dàn di màu xanh cả nhà nhé. Dàn di màu xanh kiểu nhung nhung đấy ạ. Họa tiết nổi cực kỳ đẹp luôn. 33 size 8 chị Hồ Ly cho em xin số nào. Chị Kim Hiếu 7 cho em xin số cả nhà ơi, con này quá chất luôn, đế lượn sóng. Mẫu đế lượn sóng đang hot cả nhà nhá. 36 cho chị Hồng Đào. Nào các chị chốt 6789. 6789 M33 kèm số điện thoại cho em ạ. 39 cho chị Ngân Ngô dồn đơn. Chị nào chốt nhiều mai em gọi nhớ ngày máy giúp em nhá. 36 cho chị Thu Mi. Chị ơi, đế độn em chưa về. Hôm nay về hàng thường cả nhà, nhưng những hàng này các chị đi nó mềm cực kỳ luôn ạ. Không lo đau chân đâu, ngoài shop bán 300-400 nghìn đấy ạ. 6789M33 giúp em. 6789. Ok chị Hồ Ly nhá. Size 8 cho chị Vân Win đồng giá hết chị ơi. 39 cho chị Nguyễn Thảo. Con này 250 sale còn 99.000 cả nhà nhá. Ai lấy comment M33 giúp em. M33 kèm số điện thoại ạ. Giá thị trường rơi vào tầm 250 cả nhà ơi, chứ không có giá như này đâu ạ. Không có giá như em bán đâu cả nhà nhá. Rồi chị Phan Duyên 39 cho em xin số này. 33 size 7 chị Lê Ánh Tuyết comment lại số giúp em với ạ. 33 size 7 chị Nina Kim. Cho má nào nhiều một tí nữa không ơi. Rồi ok, chị chốt 33 để lại số giúp em nhá. Phải có số điện thoại mới chốt đơn được ạ. Mai em gọi điện các chị nghe máy giúp em nữa ạ. 19 năm hết rồi. Em không nhớ 19 năm mã gì luôn. Hiện tại đang là 33 rồi. Có giày bé trai 4 tuổi không có chị ơi. Em bán người lớn. Em bán người lớn. 32 em hết rồi chị Nhi, Nguyễn Nhi ơi. Cho lẻ sai ở đây đi mọi người. Ba ok chị Nguyễn Thảo này, size bao nhiêu rồi chị ơi? Comment nhớ là comment cho em này size, số điện thoại cùng một dòng. Có size bao nhiêu Hương? Con này chất quá. Chị nào hỏi em màu đen đây. M34 size bao nhiêu? 67940. Ai lấy comment M34? Quá đẹp luôn cả nhà. 33 size 6 chị Miên Phạm cho em xin đại số nào chị Miên Phạm ơi. Rẻ lắm cả nhà ơi. Rẻ béo luôn các chị ạ. Không ai bán giá này cứ tình yêu nhá. Rồi chốt M34 giúp em. Bao nhiêu nhỉ? 67940. 6 có bao nhiêu đôi? 33 size 6 chị Nhi Nguyễn Nhi. 7 mấy đôi? Rồi 9 là chị Kim Tuyến cho em xin số nào. 7 ơi chị Thảo Nguyễn, ok tình yêu. Nào con chị chốt 34. Trời ơi con này quá chất luôn. 36, 37, 39, 40 M34 giúp em, quá chất luôn cả nhà. Hôm nay có con chị ơi. 39 là chị Mỹ Đỗ. 7 ơi chị Nguyễn Oanh cho em xin lại số chị Nguyễn Oanh ơi. Chốt lại cho em số điện thoại luôn cả nhà nhá. 40 chị Uyên Vũ. Đây cho chị Uyên Vũ này nhá. Nào các chị gái nhanh tay M34 giúp em này. Cực kỳ đẹp luôn. Cho cái máng này ở cạnh cửa nữa không nhá. Ngay cạnh cửa ấy. Có like giày cao gót không? Em có like chị ơi. Rồi tiếp nào. M35 size 38 giúp em. 34 size 7 cho chị Chi Lâm. M35 size 8 cả nhà ơi, con này chất chưa này. M35 ạ. Size 38 kèm số điện thoại cho em. Ok chị Miên Phạm nhá cả nhà ơi, cho em xin một nút chia sẻ với các chị ơi. Giày này toàn bộ là hàng nữ chị nhá. M35 chị Nhi Nguyễn Nhi có đơn rồi ạ. M35 size 38. M35 size 8 kèm số điện thoại giúp em. Vừa rẻ vừa đẹp cả nhà ơi, tội gì mà không mua các chị nhỏ. M35 size 8. Để à chị chốt đơn rồi. Em chốt đơn rồi chị ơi. Có size bao nhiêu Hương? 37, 40 à? Toàn 40 à? Nào các chị gái, cái này dành cho chị nào chân size đại nhá. M36 có 11 đôi size 40 và 1 đôi size 37. 99.000 hết chị ơi, đồng giá nhá. Nào chốt M36 giúp em cả nhớ ơi, đây là màu đen. 35 cho chị Donny Thu. Ok chị gái nhá. Cả nhà ơi M36. 35 em hết rồi. M36 size 37 40 kèm số điện thoại ạ. 36 cho chị Hà Phương dồn đơn. Ơ, không có 6 chị ơi, 37 mà. 37 40. À 40 chị Hà Phương dồn đơn. Shipping là 30-35 nghìn thôi chị gái ơi. Chị Dương Thủy ạ, bên ngoài điện cho chị chưa? Nào các chị gái, M36 một đôi size 37 và 15 đôi size 40. 40 ơi chị Trần Thu Hồng. Ốc lazy ơi chị hỏi em gì ạ? Đế cao hơn một chút có nhiều chị nhé. M36, M36 kèm số điện thoại cho em. Em chốt chị rồi, em chốt rồi chị ơi. Anh Đông ơi, bây giờ nhá, anh vào trong máy tính ấy, suốt ra Excel luôn. Tất cả những cái mà em vừa chốt ý, không là nó tí nữa bán hết là nó nhiều quá, không ấy luôn. Không, nghĩa là những cái mã này mà em chốt nhiều ấy. Bây giờ suốt ra Excel luôn, lấy luôn mã cho em. Không tí nữa em bán xong thì nó lại nhiều mã quá, thì nó lại đè lên, nó lại khó. 40 chị Út Hương, 7 chị Hồng Lê cho em xin số. Anh có biết làm không? 7 ơi chị Lê Ánh Tuyết, lấy mã anh nhá, lấy mã ấy. Lấy mã từ 1 cho đến tầm 36. Chứ em ơi không thấy ai gọi à? Chị ơi vậy mai em gọi lại nhá. Thể thao Đế Cao ạ, có chị yêu. Có rồi em qua mẫu cả nhà ơi, qua mẫu các chị gái nhá. Hương ơi 40 chốt xong chưa? Không có 8 chị Cẩm Phong ơi, cho chị Út Hương cho đây có nhá. Đây Út Hương rồi, cho mã mới đi. Đấy. Nẻ. Nẻ sai đi. Có mấy đôi người nào không? Em màu trắng rồi, ok chị nhá. Nào cả nhớ con này đẹp quá. M39 size 6, toàn bộ giày nữ 99k. M39 size 6 cả nhà ơi. Con này chắc chưa? Cái này có dây các tình yêu nhá. Có dây đấy ạ. M39 size 36. Nhanh tay giúp em, con này hàng cực kỳ xịn luôn. M39 size 36. Ok chị gái nhá. M40 size 37. Ôi cái này bị làm sao đây? Cái này bị lỗi rồi. Cái này ở đâu ra? Cái này hai đôi này. M41 size bao nhiêu? Chị 38. M41. Cái đấy chưa chốt xong đâu. M41 size 37, 38. Cả nhà ơi, con này quá đẹp luôn các chị gái ơi. Chốt M41 giúp em nhá. 39 em không còn chị ơi. M41, 39 còn à? 39 ơi chị Hồ Ly dồn đơn. 38 còn không? M41 size 37, 38 có 2 đôi cho hai chị là hết. M41 size 37, 38 ạ. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Quá đẹp luôn. M41 giúp em nhé. Nào M42, 40 chị Phạm Thu Hoa. Đẹp quá cả nhà ơi. M42 size 38 giúp em này. M42 size 38 có tình yêu nhá. Ai lấy comment 42. Giày độn gót có không em? Có chị ơi. 41 em hết sạch luôn cả nhà. Trời ơi quá đẹp luôn. Em lấy màu trắng thôi, ok chị nhá. Nào các chị gái, M42 size 38. M42 size 38. Chỉ cần xỏ và đi thôi, nhưng mà cực kỳ chất luôn cả nhà nhá. Những form này các chị yên tâm là không bao giờ lo bị lỗi mốt. 42 cho chị Ngọc Như. Cái này còn size này Hương Ngố, F15 đúng không? Còn size 6, 7, 9, 40. Nào các chị gái ơi, M43 nhé. Con siêu phẩm này chốt nhanh giúp em thì còn 36, 37, 39, 40. 36, 37, 39, 40. Cả nhà chốt M43 cả nhà nhá. 41 em hết sạch luôn chị ơi. 41 hết sạch luôn. Nào cả nhà ơi, chốt M43 dùm em này. Nhanh tay, con này siêu phẩm luôn. M43 M39 em hết rồi. 43 size 9 đó chị Ngọc Nguyễn dồn đơn. Chị Nhi Huỳnh em thấy chị nhá. 36 đó chị Hoa Nguyên. Chị Thủy Trịnh 36. Không có đen chị ơi. 7 đó chị Vũ Võ. Rồi còn bao nhiêu? 7 có một đôi đúng không? 7 đó chị Vũ Võ này. 36 chị Hoa Nguyên có chưa? Còn size bao nhiêu? Còn 36, 39, 40 ạ. Không còn 7 rồi chị ơi, còn 36, 39, 40 giúp em nhá. 36, 39, 40 cả nhà ơi, hết 38, hết 7. 36 cho chị Hồng Đào. 39 chị Triệu Hiện cho em xin số nào. Triệu Hiện cho em xin số. Top 7 là chị Nguyễn Lan dồn đơn. Chị Cai Thảo 39 cho em xin số luôn. Đó. Còn 40 cả nhớ ơi, còn 40 các chị nhá. Nào tiếp tục ạ. M41 size 38 cả nhà này. Con này cực kỳ xịn luôn. Ok chị Bảo Bảo nhá. M44 size 38 giúp em. M44 size 8. 43 size 6 chị Tuấn Lợi cho em xin số ạ. Các chị ơi, các chị chia sẻ giùm em với nhá. M44 trời ơi, đẹp quá, con này xỉ ra 150 rồi. M44 size 6. M45. M45 cả nhà này. 44 size 5 cũng có chị ơi. M45 size 38 có đúng một đôi. 789. 789 à? M44 chị Đôn Ly Thu đây. M45 size 37 38 39 quá đẹp luôn. Con này chị nào vừa hỏi em màu đen xong. 37 38 39 các chị chốt M45 nhá. 37 38 39 ạ. M45 kèm số điện thoại cho em nào. Thật nhanh tay cả nhớ không là hết. 43 44 em đâu còn cả nhà ơi, 44 đâu còn đâu các chị gái. Có một đôi thôi mà. Dồn đơn ok chị nhá. Nào cả nhớ ơi, chốt M45 giúp em đi ạ. 37 38 39 M45 kèm số điện thoại giúp em này. Đẹp chưa? Đẹp chưa cả nhớ ơi, M45 nhá. Quá đỉnh luôn. Mà lại rẻ, có 99.000 thôi ạ. 99.000 một đôi giày này các chị không mua được ở đâu đâu. Rồi M45 giúp em này. Size 37 đến 39. 39 là chị Hương Nguyễn. Rồi em còn 78. 38 là chị Hương Vân. 35 là chị Nguyễn Loan. 39 là chị Nghĩa Quỳnh. M46 size 38 giúp em. M46 size 38. Lẻ size một đôi ạ. M46 size 38 cả nhà nhé. Ai lấy comment 46 kèm số điện thoại giúp em này. 45 còn size bao nhiêu Hương? Cái này à? Cái này còn 45 size 7 ơi chị Nguyễn Mỹ Ngọc. 7 ơi chị Hạ Vân. Hôm nay có đến 19. Hả? Hôm nay có đến 19. M19 á? Ủa? Đây đến M33 cơ mà. M36 luôn, vậy thôi đường này nữa. Rồi 45 size 9 em hết rồi. M46 size 9 này. M47 size 39 luôn. M47 cả nhà ơi, hầu như những hàng lẻ size này tại vì là đẹp đây là toàn hết size rồi. M47 size 39 các chị nhìn những đôi giày này quá đẹp luôn. M47 kiểu của nó như này cả nhà nhé. M47 size 39 kèm số điện thoại cho em ạ. M47 size 39 này. M48 size 35. M48 size 35. Lát nữa em mới lên cao gót chị ơi. Nào cả nhà ơi, chốt M48 size 35 giúp em ạ. M48 size 35 kèm số điện thoại giúp em nhá. Ôi sao đấy còn nó cong rồi này. Nể size B hết ở đây luôn. Còn nhiều nể size. Đưa cho cái anh chuyển dần những cái chốt rồi đang ngoài đi. 47 ơi chị Ngọc Nguyễn. Ok chị nha. 47 em hết rồi. M48 size 35. Bên đấy còn mã. Ánh ơi cho cái mã ngay ở chỗ đấy. Bốn tư có 37 không? Không có chị ơi. 44 em hết rồi. Đâu? Rồi tiếp các chị gái này. M49 quá đẹp luôn. Size 35 38. Chốt M49. Có một đôi 35 và 5 đôi 38. Chốt M49 giúp em cả nhà ơi. Em chào chị Nguyễn Thị Nhung nhá. Đây là mẫu off-white cả nhà ơi. Đế của nó là đế bánh mì kiểu lượn sóng cả nhà nhá. Quá đẹp luôn. Form dáng cực kỳ đẹp. M49 ạ. M49 size 35 38. M49 size 35 38. Kèm số điện thoại cho em. 46 hết rồi chị Muôn Bé ơi. 46 đâu? 46 chị Muôn Bé cho em xin số. Đâu cái nào? Cái đấy nó chưa chốt xong đâu. Chốt rồi nhưng mà mấy đôi ba bạch. Đừng rút ra. Các chị ơi cho em xin size luôn ạ. Cho em xin size luôn cả nhà nhá. M49 size 3538. Suy la có mà em chưa biết là để ở chỗ nào luôn chị ơi, khổ quá. Sao chị đặt hàng mà không được chốt? Chị Nguyễn Thị Nhung em có thấy chị đâu? Em có thấy chị đâu? M49 size 3538 kiểu thể thao bánh mì này ít người đi sao? Kiểu bánh mì mà để lượng sóng to to vào này. Cho tiếp mã mới đi Hương ơi. Sang bên này này có một cái mã, ba cái mã sát nhau ngay đây này. Có đế cao 49 size 8. Chị Thương Lê cho em xin số ạ. Kiếm phi le. Nhanh lên. Thì mày cứ xem những cái má là tao chưa nên thì mày nên, có vậy thôi. Size bao nhiêu? M50 size 36, 39 cả nhà nhá. Cái này quá đẹp luôn. 49 size 5 chốt đi cho chị Nguyễn Loan này. M50 cả nhà ơi, size 36, 39 giúp em. M50 size 36, 39 ạ. Cao gót giờ em chưa kịp rồi chị ơi. Mình có size 39 không? Có chị ơi, có nhá. M50 M50 size 36, 39 ạ. Ai lấy comment M50 giúp em này. M50 size 36, 39. Còn giày cu xì không? Em còn nhưng mà em không biết là để chỗ nào rồi. M50. Chị Phan Hồng Ngọc lấy size bao nhiêu? Chốt cho em xin size kèm số điện thoại chị nha. Rồi tiếp M51 size 38. 50 size 6. Chị Phan Hồng Ngọc cho em xin lại số với ạ. Nào các chị gái, M51 size 38 giúp em nhá. M51 size 38 ạ. M51 size 38 kèm số điện thoại cho em. Adidas có nhiều chị nhá. M51 size 8. Còn có một đôi thôi cả nhớ, con này quá đẹp luôn. M51 size 38. M52 size 35. M52 size 35 ạ. Chế nào đấy chốt cho em M52 này. Giờ chuyển qua gì ta? M52 các chị gái nhá. Chốt cho em M52 size 35. M52 size 35 này, con này đẹp chưa? Off-white cả nhà nhá. Off-white giá 99k chị ơi. Like Adidas đi. M52 size 35. Để suy nghĩ xem giờ nên cái gì. Chưa bóc được cao gót mới khổ chứ. Mở cho cái hộp màu hồng đi Hương. Chị Liên Lâm ơi, chị cho em xin đại số với ạ. Em mất số của chị rồi, khổ. M53 đôi nai size 37. M53 size 37 mẫu nai cả nhà nhé. Ai lấy comment M53 giúp em này. Đế của nó đây cả nhà ơi, đế trong suốt rất là đẹp luôn. M53 size 37. M53 size 37. M54 size 36. M54 size 36 cả nhà ơi, đẹp chưa? Ai lấy comment M54 giúp em nhá. Nào các chị gái, M54 size 6. M54 size 36 ạ. Ok chị Liên Lâm này. Đồng giá chị ơi, đồng giá 99k. 54 size 36 mà. Cái này còn size không? M54 size 6. Chị nghe rõ đọc size nhá, hết size rồi đấy ạ. M55 size 40. 54 chị Nhuy Nguyên. M55 size 40 giúp em này. 54 còn size 40 cả nhà nhá. 54 size 6 hết rồi. Cái đấy còn size không? Nào các chị gái, M55 size 40. Cái này chỉ xỏ đi thôi cả nhà nhá. Các chị tập thể dục cũng được. 55 size 40 chị ơi. Long An ship 30k chị gái nhá. M56 size 40 ạ. M56 size 40 giúp em con siêu phẩm này. Còn có mấy đôi thôi, còn 2 đôi 40. M56 size 40. Ai lấy comment M56 giúp em. Chị ơi toàn bộ là giày nữ em, hôm nay giày nam đó. M56 này size 40 giúp em nhá. M57 size 35. M57 này size 35 kèm số điện thoại cho em ạ. M57 size 35. Nào các chị gái nhanh tay M57 dùm em. Trời ơi đẹp mà. 40 cho chị Hà Phương này. Thái Nguyên ship 30k chị nhá. M58 cái này vẫn còn một đôi, chị nào vừa hỏi em đây. M58 size 38. M58 size 38 chị nào vừa hỏi em này. Rồi chế đâu này chốt em M58 size 38 cả nhà nhá. Chị Nga đã được đôi nào chưa? Rồi chốt em M58 cả nhà ơi. M58 size 38 ạ. 58 chị Việt Thanh cho em xin số. M59 size 7 đôi Balenciaga này, còn đúng một đôi thôi. M59 size 7 còn 2 đôi. 58 chị Lệ Huyền cho em xin số ạ. M59 size 7. Đẹp quá cả nhà ơi, Balenciaga có 3 đôi cả nhà nhé. Có 3 đôi, anh lấy comment M59 giúp em. M58 chốt chưa? Được. Ok chị Việt Thanh nhá. Có một đôi trắng thích thì hết số rồi. 58 size 8. 59 cho chị Lê Hương một đôi. Nào 59 còn 2 đôi nữa cả nhà ơi. 59 size 7 em còn 2 đôi. 59 cho chị Ngọc Hân Trà một đôi. Rồi còn một đôi nữa. Đẹp lắm cả nhà ơi, chất của nó đẹp vô cùng luôn. Chế nào nhanh thì được nha. M59. Ok chị Vương Hậu nhá. Rồi ok chị. M60 size 35 ạ, đẹp quá. M60 size 35. 58 không còn chị ơi, M60 size 35 giúp em này. Nhanh tay cả nhà ơi, M59 chốt chưa? Đây. 59 chị Tiểu Vũ cho em xin số ạ. Chị Tiểu Vũ cho em xin số nhá. M60. Con này chỉ cần chui và đi thôi cả nhà ơi. Tập thể dục hay đi đâu rất là thoải mái. M60. Cứ hỏi bực mình ghê. Ghét nhỉ. 60 chị Lê Hải cho em xin số ạ. Trời ơi hôm nay toàn mẫu đẹp thôi. M61 size 35 giúp em này. M61 size 35 cả nhà ơi. Thật là nhanh các chị nhá. Tại vì là hàng này rẻ mà đẹp, thỉnh thoảng nó mới về nô đẹp như này. M61 size 35. M61 size 35 kèm số điện thoại cho em ạ. Quá đẹp luôn. Cái này còn size gì? Đây cái này. Cái này Nào các chị gái nhanh tay M62 40 nào. Size 35 40 M62 giúp em nhá. 59 nữa không còn rồi. Ok chị Tiểu Vũ. Cả nhớ con này chất lắm, các chị chỉ cần xỏ và đi thôi. Form giày thì rất là đẹp cả nhà nhá. Nhưng cái này còn rất là nhiều loại. Loại 1, loại 2 đều có hết. Nhưng mà cái này hàng chuẩn ép loại 1 luôn. 61 là chị Lê Hương. M62 size 35 và size 40 giúp em ạ. Em nhận được nịt rồi nha. Chị đẹp lắm, cảm ơn chị mét rưỡi nhiều nha. M62 size 35 size 40. Trời ơi đẹp mà. Đẹp mà cả nhà ơi, chốt 62 giúp em đi ạ. 62 chị Lê Hương, hai đôi. Mấy mã thích thì toàn 35. 62 35 còn đâu. Hết rồi chị ơi. Rồi em lên lại một mã này nhá. Chị nào chưa chốt được mã này thì phải nhanh tay, tại vì nó cũng chỉ về một đợt thôi. Em sợ là mai khách sỉ chốt là không còn. M63 này. Còn size 36, 35, 36, 38, 39, 40, 56, 89, M63. Cái này hàng cao cấp các chị nhá, các chị cứ yên tâm. Đơn hôm qua Cún Con với Nguyễn Sơn cho cùng nhau, ok chị này. 62, 40 chị Ngân Ngô dồn đơn. Nào các chị gái, M63 56, 89, 40. Con này năm nào cũng hot luôn cả nhớ. Năm ngoái em bán hẳn 180.000 một đôi. Mà không được đẹp như này đâu cả nhà nhá. Rồi comment cho em M63 nào các chị gái. 63 size 35 chị Lê Hải. Còn 5 ta. Rồi chị Lê Hải 35. 38 cho chị Dung Nguyên. Chị Tiểu Vũ 38, ok tình yêu. Chị Thảo Sương comment này cho em xin số điện thoại. Chị Hoa Còi 35 cho em xin số nào. Chị Liên Lâm 38. Lê Hương đủ size. Chị Lan Ola đủ size. Chị Hà Diễm Quỳnh 7. Chị nào chưa có số chốt giùm em số luôn ạ. Chị Thu Bùi 40. Chị Kim Tuyến 40 cho em số, xin số điện thoại ạ. Chị Trang Yên Nhiên 4, size bao nhiêu? Trang Yên Nhiên 39 này. Chị Hồng Trần 7 cho em xin số ạ. Hồng Trần 7 cho em xin số. 36 chị Hương Thảo. Rồi chị Lệ Huyền 39. Chị nào chốt đơn đều có đơn, tại vì hàng này em về số lượng nhiều. Rồi chị Trúc Trần 36. Chị Phan Hồng Ngọc 39. Ok, bán hết cho anh rồi, ok. Chị Nguyễn Thị Nhung 39. Chị Nhung Nguyễn cho em xin số điện thoại nào. Chị Đặng Đỗ Minh 7 cho em xin số. Chị Hà Diễm Quỳnh 36, ok chị gái. Rẻ mà cả nhớ ơi, chốt đi các chị ạ. Cái này là chị nào cũng nên có một đôi. Tại vì các chị xỏ ở nhà, đi trong nhà cũng được cả nhớ ơi. Mùa đông đi không cần đi tất, vẫn ấm cả nhà nhé. Cái này tương tự như tất luôn. Trời ơi giống y như được một đôi tất mà. Các chị đi nó không lạnh chân. Tội gì mà không mua. Có 99k thôi ạ. Chị Liên Nguyên 39 này cho em xin số luôn chị Liên Nguyên ơi. Chị Mạc Từ Vi 7 này. Chị Mạc Từ Vi 7 cho em xin số luôn. Ok chị Lê Hải, ok chị Hồng Trần. Ok chị Kim Tuyến có đơn. Hai chị Kim Tuyến luôn à. Ui có hai bà Kim Tuyến. Ok chị Liên Lâm nhá. Ok chị Nguyễn Thị Nhung, cả nhớ cái này các chị đi mùa đông mà không muốn đi tất, chỉ cần xỏ vào thôi. Chỉ cần xỏ vào thôi các chị nha, không cần phải đi tất. Tại vì nó tương tự như đôi tất rồi, nó len mà. Rồi cho mã khác đi nhiều nhiều một tí đi. C011 là cái gì? Cũng là cái đấy. Rồi tiếp một mã khác cho cả nhà này. Mở bao nhiêu rồi? Này. Mở bao nhiêu rồi ta? Cho cái nào nhiều nhiều một tí đi. M63 rồi. 39 chị Cương Hà cho em xin số điện thoại nào chị gái ơi. Cho mã nào thật là nhiều ấy. Rồi chị Thanh Nhàn Nguyễn 38, ok chị này. À, Hai đôi 34 36 không 34 chị ơi. Không 34 đâu, chỉ có 36 thôi. Chốt 36 thì chốt giùm em. Đây cho mã này đi. Rồi tiếp vào mã này cả nhà nhá, M64 giúp em này. Ok chị Thủy, Thủy 36. Trời ơi, chốt nhiều quá hết cả đống này. Nào tiếp các chị gái M65. Ok chị Hồng Trần nhá. Cái này thấy toàn 56 rồi. Đằng sau 56 78. Cả nhà ơi, con này lên chân thì siêu xinh luôn và tôn dáng luôn các chị nhá. Bên Trung Quốc nó đang mốt cái kiểu như này. Rồi các chị chốt cho em M64 size 35 36 37 38 độ 5 phân. Độ 5 phân, chị nào thích đi cao một chút thì chốt cho em M65 M64 ạ. Size 35 36 37 38 M64 giúp em nhé. Quá rẻ luôn. M64 cả nhà ơi, M64 này. Kèm số điện thoại giúp em ạ. 5678 luôn. 3536. Cái này ai vừa ghi sai đây không? Mình ghi sai. Nhìn nào. Đấy. 7940 này. Cả nhà ơi, mẫu ơi, độ đế 5 phân các chị nhá. Đi cực kỳ xinh và nổi chân luôn. Hầu như khách sỉ nhà em là chốt hết cái mã này rồi, còn có tầm 20 đôi thôi ạ. 63 chị Đặng Uyên Mi 36 ok này. 64 size 36 chị Nhuy Nguyên. Nhuy Nguyên 36 này. Nhi Nguyên Nhi 36 này. Dồn đơn chị ơi có 99.000 thôi. Chị Phạm Trúc Linh 35. Chị Lê Hương đủ size. Chị Ly Thạch 36. Chị Ngân Ngô không có 9 rồi chị ơi. Ok chị Liên Lê Thị 38. Liên Lê Thị cho em xin số nào. Chị Phạm Thu Nenny P cho em xin số nhá. Nenny P này. Chị Thanh Nhàn Nguyễn 38 này. 35 ơi, chị Phạm Trúc Linh có đơn rồi ạ. Comment cho em một lần thôi chị nhá. Comment cho em một lần thôi. M64 kèm size kèm số điện thoại cho em. Vừa đẹp vừa rẻ cả nhà ơi. M65 này có 3 đôi thôi. 37 39 40 cả nhà chốt M65 giúp em nhá. 37 39 40 M65. Ok chị Anh Tử Dương 36. Chị Hoàng Nhi 36 cho em xin số. Chị Thủy Trịnh 7 ok tình yêu. Ok chị Thanh Nhàn Nguyên có đơn rồi chị ơi. M65 size 37 39 40. Cái này ở đâu chốt đi Hương. 37 39 40 ạ. 64 size 8 ok chị Ngân Ngô. Ok chị Nghi Nguyễn Nhi này. 39 là chị Nguyễn Thị Nhung. Còn 37 40 cả nhớ mỗi thứ một đôi này em hết nhá. Còn 37 40 M65 giúp em này. Có giày nam số lớn không? Không có chị ơi, em bán hàng nữ nhá. 39 thôi đi, Nguyễn Thị Nhung. Đây đúng không? Ừ. 99k chị ơi. Đẹp lắm. Trời ơi, các chị mà không chốt là phí luôn. Nào, tiếp một con siêu phẩm 7 chị Phạm Thu Nenny Nenlip. 6 cho chị Đỗ Thanh Nam. Có 6 không? M65 size 37 40 cả nhà ơi, con này quá chất luôn. Các chị mặc với bộ thể thao là quá đẹp luôn. M65 ạ. Size 37 40 kèm số điện thoại cho em nhá. M65 size 37 40 cả nhà chia sẻ giùm em với cả nhà ơi. Rồi ok chị Ngân Ngô nhá. M65 size 37 40. Size 37 40 có giày nam số 38 không có chị ơi. Nào các chị gái M65 này. Size 3740. Cái này giống y như cái mã khi nãy, chỉ cần xỏ vào thôi. 65 cho chị Lê Hương đủ size. 37 chị Hoa Dương cho em xin số này. Cho Balenciaga này còn size không Hương? Nào các chị gái, một con siêu chất M66 57 9 40 578940. 578940. Cả nhà chốt M66 dùm em nhá. Ok chị Hoa Dương này. Nào các chị gái ơi, M66 35, 37, 38, 39, 40. Con này cũng chỉ cần xỏ thôi. Nó rất là ôm chân luôn cả nhà nhé. Nào các chị gái chốt M66 Balenciaga này. Balenciaga M66. Em chỉ có hàng nữ thôi chị ơi, không bán hàng nam. Nào chốt M66 giúp em với cả nhớ ơi, ba len nhá. Cổ len ạ. Cổ len cực kỳ chất luôn. M66 giúp em. 578940. M66 ạ. Có 6 không Hương? Có 36 không? Chốt đi. Khi nào gọi chốt giày chị ơi, sáng mai em gọi nhá. Cái này chốt được chưa đâu em đâu à? Đâu cho nảy sai đi. M67 size 36 giúp em này. M67 size 36 cả nhà nhá. M67 size 36. Em nhận hàng rồi, đẹp quá, cảm ơn chị yêu nhiều nhá. M67 cả nhà ơi, size 36 giúp em. Đẹp chưa? 40 đấy. 36 40 à? M68 size 35. M68. Ơ cái này vừa nãy ở đằng kia đúng không? Có bốt của con trai cháu 10 tuổi không? 67 ơ chị Trúc Trần. Chị Trúc Trần comment size kèm số điện thoại cho em ạ. Bao nhiêu? 568. M68 size 35, 36, 38 cả nhà ơi, đẹp quá. Off-white các tình yêu nhá. Đấy vào 7 à? Ừ. 5678. Các chị chốt M68 giúp em này. 35, 36, 37, 38 M68 ạ. 36 chị Trúc Trần đi Hương ơi. Cho em xin số luôn ạ. Chị ơi cao gót hôm nay em chưa kịp khui rồi. Cao gót hôm nay em chưa kịp khui rồi. 67 còn 36 không? 68 chị Thanh Hồ chốt cho em xin size nhá. Sáu bảy 68 35 chị Bùi Nhật Minh, 35 chị Lê Hải. Hết 35 còn 678. Còn 678. 36 chị Hạ Vân. Còn hai đôi Lê Hương hết. Anh ở trong này, cái này có tên rồi, xong vứt ra đi. Anh nó bị mới bị yếu tim. Đấy. Đây, M69 cả nhà ơi, quá đẹp luôn, size 36. Nàng ơi, em hai đôi để. Ok ok chị nhá, mang số định. M20 size 36 ạ. M20 Gucci size 36 giúp em. Cái này còn không nhỉ? Cái này có 3-4 đôi mà. Nào các chị gái, trời ơi, đẹp quá luôn. Hôm nay lô thể thao này thực sự là quá đẹp luôn. Các chị chốt M20. M20 size 36 ạ. M20 size 36 kèm số điện thoại cho em nhé. Ôi sao lại M20 ta? Chết rồi. Một đúng. M70 size 40 có 5 đôi duy nhất cả nhà nhá. Con này quá đẹp luôn. Anh ơi, cái này đẹp nhỉ. Con này tớ đi được không? Size 40 rồi. M70 20 cho chị Vi Dương. Đâu? Đó. 69. Chết rồi, nhầm rồi. Chốt cho chị Vi Dương đi. M60 M70 size 40 các chị nhá, xin lỗi em đọc nhầm mã. Con này quá đẹp luôn, có 4 đôi. 70 chị Kim Tuyến. Rồi chị nào chốt 70 nữa cả nhà ơi, đẹp quá luôn. Dã man đẹp. M70 size 40. 70 chị Lê Hương một đôi đi. Cái đấy vừa chốt bao nhiêu rồi bà ơi? Tôi chốt 5-60 đôi này. Này à? Ừ. Lê Hương đi. Lê Hương một đôi à? Trời ơi Lê Hương còn 3 đôi để nốt giúp em đi. Còn mỗi 3 đôi nữa. Cho má mới đi Hương ơi, để sai trong kia còn đầy kìa. 70 chị Tuyết Nhung. M71 size 36. Đẹp chưa cả nhà ơi, cái này còn nhỉ? Bên kia còn đúng không? Còn có 1, 2 đôi. Có. Nào các chị gái, M71 size 36 em hết gu xì rồi chị ơi. M71 size 36. Đẹp nhỉ. Ánh thử đi xem. Đâu. Nhưng mà đi đó như cái bánh mì. M71 giày nữ hết chị ơi, giày nữ hết nha. M71 là chị Lê Hương. Nhưng mà cái đấy phải đứa nào nó kiểu gì gì nhỉ? Nào các chị gái, M72 size 36. Con này các chị mua ngày shop 500.000 luôn. Trời ơi quá đẹp luôn. M72 size 36 giúp em này. Này đây cho mã này đưa rồi. Mã góc này đi. Bốn chồng cao kèo này. 71 em hết rồi. M72 size 36 ạ. Ai lấy comment 72 cho em nhé. Chị nào mà phong cách một chút, sỏ này quá đẹp luôn. Mua bình thường 500-600 nghìn. 72 chị Thủy Thủy. Đấy cái mã bên trong ấy, trong cùng. Đấy. Đọc sai. Nào các chị gái ơi, mã này các chị phải thật nhanh tay cho em nhé. 6, 7, 8, 9, 40. M73 giúp em. Con này màu quá đẹp luôn này cả nhà ơi. Chủ yếu phong cách là ở cái chỗ này. M73 các chị cũng chỉ cần xỏ và là đi thôi. Không cần phải dây dợ nằng nhằng cả nhà nhé. Cái này chỉ cần xỏ thôi, nó kiểu dây lười. Dây lười cả nhà nhé. M73 size 6, 7, 8, 9, 40. Chị nào mà lười xỏ dây thì chốt cho em ngay con này đi ạ. Con này chị nào cũng nên có một đôi. Tại vì rất là dễ xỏ cả nhà ơi, chỉ cần chui và đi thôi ạ. 6, 7, 8, 9, 40. M73 em hết 72 rồi. 6, 7, 8, 9, 40 cả nhà ơi, nhanh tay M73 giúp em ạ. M73 36, 37, 38, 39, 40. Anh ơi cái chồng này sai rồi, cao kèo ơi kìa. Đấy, hai chồng cạnh nhau đấy. 73 size 8 chị Trần Thị Lê cho em xin lại số nào chị Trần Thị Lê ơi. 36 do chị Tuấn Lợi. Trần Thị Lê 38 này. Chị Tuấn Lợi 36 cho em xin lại số nào. 36 chị Thanh Hồ cho em xin số nào. Chị Thanh Hồ chưa? Hả? 37 là chị Hoa Dương. Chị Tuấn Lợi cho em xin lại số đi chị ơi. Cho em xin lại số nhá. M47 giúp em. Rồi tiếp M48. Ôi cái đôi này sao cái gì nó bôi vào đen đen rồi. M48 ạ. Size 37 giúp em cả nhà nhá. M48. M48 size 7. Ok chị Thanh Hồ, mẫu nào để đen ạ? Rất nhiều chị ơi. M48 size 7. M48 này, size 37 này. M49 size 40 ạ. M49 size 40 giúp em nhá. Có cao gót chị ơi mà em chưa kịp soạn cao gót để trưa mai cả nhà nhé. Chị Hương Phạm chị hỏi em gì à? Từ nãy giờ em đã thấy chị hỏi gì đâu mà chị bảo em không trả lời. M49 size 40. Ai lấy comment M49 giúp em. Ôi đôi này đẹp quá. Cái này mình đi được không nhỉ? Nhưng mà đế nó đôi này xinh vậy. Hả? Xinh. Đẹp nhỉ? Mà nãy tao cũng thích đôi này. Em thích đôi trắng đen hơn. 1 48 size 6 chị Nhung Stella kìa. 48 size 6. Bốn chín chị Phương Suri cho em xin số ạ. Bố nói như kiểu là bố người ta. Rồi tiếp cả nhà ơi, M50 size 40 giúp em nhá. M50 size 40. Chị ơi em chưa soạn được cao gót đâu, tại vì là còn nguyên trong thùng chưa bóc luôn. 47 à chị Thủy Trịnh size 7 đi Hương ơi. M47 size 7 à chị Thủy Trịnh. Chị Cá Lóc Sushi ơi chị chốt lại giúp em với ạ. M50 size 40. Nào các chị gái, M50 size 40 giúp em nha. Con này để bánh mì màu trắng này. Rồi ok chị nhá, 37 mà. Em đọc sai rồi. M51 size 39 ạ. Xong đa học sinh có chị ơi. M51 size 39 kèm số điện thoại cho em nhá. M51 size 39 toàn những mẫu đẹp thôi cả nhà này. Chị nào chân to này, chân to đúng size là múc ngay. M51 size 39 giúp em. M52 size 40 này. Cái này còn không? M52 size 40 cả nhà ơi. Bốt em chưa về chị ơi. Bốt em chưa về. Mà bốt để trong góc chưa bỏ ra được. M52 size 40 cả nhà nhá. Mẫu này chị nào đi vừa, trời ơi quá đẹp luôn. M52 size 40 dùm em ạ. Chị ơi may 11 dùm em like cao gót nha. M53 một đôi quá chất luôn, size 35. 52 ơi chị Phương Suri. Cho chị Hương Phạm. M53 size 35. Em ở Hải Hậu chị ơi, con này đẹp quá. Chưa bóc. M54 size 40 có 3 thùng ấy kìa. Rồi. 53 chị Phạm Kiều Trang, chị Nga Trần. Phạm Kiều Trang cho em xin số luôn chị nhá. Rồi tiếp. M90 size 35 ạ. M90 size 35 cả nhớ ơi. Ai lấy comment M90. Toàn những mẫu đẹp thôi cả nhớ ơi. M90 size 35. Chị ơi chưa mai nhá. 54 đâu rồi? 54 chị Trang Nguyên. Điên. M90 xe 35 này. Nhà mới về. M101 à size 39, 3 thùng đấy là vừa dính vào. M101 3 thùng đấy có người lấy rồi. M101 size 39 cả nhớ con này, chị nào chốt nhanh thì đẹp này. Trời ơi đẹp quá. 90 chị Nga Trần. M101 size 39. M102 size 40 tiếp. Toàn những mã đẹp mà size to quá cả nhà ơi. M102 size 39 giúp em. Đồng giá hết chị ơi. M102 101 chị Phạm Thanh cho em xin số ạ. 101 cho chị Kim Tuyến cho đi Hướng. Đây. Chị ơi em ghim giá rồi đấy. Rồi tiếp M103 size 38. Trời ơi đẹp quá luôn. M103 size 38. Không, có 3 thùng cao gót là bao xanh ấy. Bao ấy, ở phòng bao ấy. Sao không gì đây, chị lỗi vội vàng ơi. Ok chị Lê Tâm Thư nhá. Chị chuyển tiền rồi. Ok ok chị nhá. 103 cho chị Hà Phương. Đây. Ba em hết luôn. Size 5 là size 40 đấy chị ơi. M104 size 36. M104 size 36 cả nhà ơi. M104 size 6 giúp em. Toàn những mẫu đẹp thôi cả nhà. M104 ạ. Ok chị Phạm Thanh của chị có đơn rồi ạ. Đẹp quá cả nhà ơi. Off white nhá. M104 size 36. Một linh ba không còn chị ơi, 103 hết rồi đúng không? M105 size 35. M105 size 35, 104 chị Ngọc Hà cho em xin số ạ. Này cả nhà ơi đẹp chưa? M105 size 35 giúp em. M105 size 35. Size 5 là size 40 bà ơi. M106. Lúa anh Tư chốt chưa? M106 size 37. Chị nói có giày đá bóng. Trời ơi không có giày đá bóng chị ơi. M106 size 37 ạ. Đẹp chưa các chị ơi. Ok chị Ngọc Hà nhá. M106 này. M106 chị Lê Hương. M107 size 39. Toàn những mẫu đẹp thôi. 105 chốt chưa? Chưa. 405 cho chị Nga Trần. 104 chốt chưa? 104 bạn là mã nào? Ta ghi mã 104 đây mà mình đã ghi tên ai đâu mà bạn chốt đúng. Lô này nhiều đen lắm chị ơi. Nào có chị gái M107 size 39 ạ. M107 size 39. Đôi này cũng đấy rồi. Nhá để ý đi. Một linh bảy size 9 chị ơi, 08. 107 size bao nhiêu nhỉ? 39 mà. 107 chị Du Ly Tiên cho em xin số. M108 size 40 trời ơi, quá đẹp luôn. Cái đấy gu gì đến là 300 ạ. 107 chị Trần Bớt. Mình đi đôi này đẹp quá. Có khi mình để đôi này. Đẹp này. Đẹp không? Đẹp. Để đi là... trắng đẹp hơn. Không, trắng đi bằng lắm. Các bà cái kẻ nhỏ ấy làm gì mà có nhiều nữa. Yên là cái đấy trắng. Đấy trắng. Rồi chị Phương Suri cho em xin số này. M109 size 38 ạ. M109 size 38 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà ơi. Các chị ơi cho em xin một nút chia sẻ được không ạ? M109 size 38. 107 chốt chưa? M109 cả nhà ơi đẹp quá. Size 38 giúp em nhá. Nắn vậy. Ok Phương Suri nha. 107 không còn chị ơi. 109 là chị Lan Ona. 110 size 39. 110 size 39 ạ. 110 size 39 giúp em nào. Đồng giá hết chị ơi. Quá đẹp mà lại rẻ đúng không ạ? 110 size 39. M111 size 35. 99k chị ơi. M111 size 35 giúp em này. Không có giày nam, em chỉ có giày nữ thôi chị ơi. M111 size 35 khéo đổ kìa. Nào cả nhà ơi chia sẻ giúp em với ạ. M111 size 35. Một 110 chị Lan Ona. chị Ngọc Hà 111. Cả nhớ một con siêu chất luôn 112. M112. Size 3538 40. 3538 40 M112 nhanh tay giúp em. Trời ơi, quá đẹp luôn. M112 xỉ vào 160 rồi cả nhà nhé. Xỉ vào đã 160 đôi này rồi. M112 size 3538 40 giúp em ạ. 110 chốt chưa? Hết rồi chị ơi. Nào 112 chị gái nào chốt rồi em nào. Size 3538 40. 3538 mỗi thứ một đôi còn 40 cả nhà nhé. 35 cho chị Thủy Thủy. Rồi còn không? Còn 9 nữa cả nhớ, còn 9 các tình yêu nhá. Trắng này có vẻ ít người. Đây còn. Còn 39, chị nào chốt 39 vẫn còn đấy ạ. Anh ơi cho mã mới đi. Rồi tiếp là 113 size 37. 113 size 7 cả nhà nhá. 113 size 37 kèm số điện thoại giúp em ạ. Có đôi nào trắng tinh không? Chị ơi trắng tinh vừa lên mà. 113 size 37 này. Đỏ Balenciaga cả nhà anh ơi này đi. M113 size 3738. 3738 của chị Lê Hương này, hai đôi. Cho nên tiếp cái này để anh ơi. M114 đủ size 56789 các chị nhanh tay nha. M114 giúp em. 56789 này, M114 kèm số điện thoại ạ. Ọc quai M114 các chị nhé. Mẫu này quá đẹp luôn. 56789 M114. M114 3536 3738 39 giúp em. Nhanh tay cả nhớ ơi, đẹp quá đủ size luôn cho các chị nhé. Không còn chị ơi. Ba sáu chị Lâm Diệp. Ba chín chị Mưa Mưa. 38 chị Thư Hoàng. 38 chị Angela Kiều Nga. Chị Bảo Uyên 7. Chị Hương Phạm 7 dồn đơn. Rồi ném vào đi. Ném bên nó đi để cho nhạc giấy hả? Ok chị Lâm Diệp nha. Rồi tiếp M115 size 40 ạ. M115 size 40 giúp em giờ lên nẻ size cả nhà nhé. Ok chị Bảo Uyên. Chị Nguyễn Nguyễn em thấy chị này. M115 size 40 kèm số điện thoại. Quá rẻ mà đẹp cả nhà ơi. Tội gì các chị không chốt này. Quá rẻ luôn. M115 size 40. M116 size 38. M116 size 38 giúp em này. M116 cả nhà nhá, size 38. M116 114 size 36 chị Nguyễn Nguyễn này ơi. Hết rồi. Hết 36 rồi chị ơi. 116 à chị Lê Hương. Chị ơi Cao con em chưa kịp bóc hàng luôn. Nếu mà em có hàng em bán luôn chứ không, em không để chờ các chị chờ lâu đâu, nhưng mà chưa bóc kịp cả nhà ơi. M117 M117 size 36 ạ. Nhanh tay cả nhà ơi, M117 size 36 giúp em. M117 size 36. M118 size 36 ạ. M118 size 36 giúp em này. Nhanh thế nào các chị gái ơi, M118 size 6. M118 size 36. M119 size 6. 117 à chị Lê Hương. Nào các chị ơi, 18 à chị Lê Hương luôn này. Quá đẹp luôn cả nhà. M119 size 6. Thắt lưng nam ngày kia mới về chị ơi. M120 119 à chị Lê Hương dồn đơn. M120 size 37 cả nhà ơi. Nhanh tay nào các chị ơi, lẻ size nhá. Lẻ size lẻ số ạ. M120 size 37 giúp em. Màu đỏ, màu đỏ. Em thấy chị Kim Thiên chị ơi. M121 trời ơi quá đẹp luôn, size 38. M121 size 38. Nào các chị nhanh tay. M121 120 chị Lê Thanh Lam cho em xin số nào. Rồi ok. 21 là chị Lê Hương. Ok chị Phương Phạm nhá. M122 size 37. M122 size 7 các tình yêu nhá. Nhanh tay. Rẻ lắm cả nhà ơi, 99.000 thôi. Chị Phương Thúy Phạm em thấy chị nhá. M122 size 7. M123 size 35. M123 size 35 cả nhà ơi. M123 size 35 giúp em. Giờ là hàng nẻ size rồi cả nhà nhé, nên là mỗi thứ một đôi thôi các chị ạ. M123 size 35 này. Quá đẹp luôn. M124 size 37. 123 chị Lê Hương. M124 size 7 giúp em. Độn đế 5 phân cả nhà nhé. Đỏ chun hết rồi chị ơi. M125 size 36. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, nhanh tay. M125 size 36 ạ. Em hết đỏ chun khi nãy rồi. Có 2 đôi thôi cả nhà nhé, có 2 đôi thôi. M125 size 36 giúp em. Rẻ mà đẹp cả nhà ơi, tội gì các chị không mua. M125 ạ. Size 36 còn có 2 đôi thôi, độn đế 5 phân. Chị Ngọc Hân Trà 125 này. Chị Lê Hương 125 này. Mã 126 size 36 ạ. Mã 126 size 36 giúp em. Phương Linh em thấy chị nhá. Đẹp lắm cả nhà ơi, toàn những mẫu đẹp thôi các chị này. M126 M126 size 36. M127 size 35. M127 size 36. 126 chị Lê Hương. M127 size 36 cả nhà ơi, nhanh tay nào các chị gái. Dày màu quá, nhiều chị ơi, nhiều nhá. M127 size 6. Mua chat đầy nhà rồi à. M127 size 6. Vậy thì chị lên chuyển nghề buôn giày đi. Rồi chị Lê Hương, chuyển nghề buôn giày đi chị Bảo Uyên ơi, để vừa được đi lại vừa được bán. M128 size 38. Quá xinh luôn, màu này xinh quá cả nhà ơi. M128 size 38 giúp em này. M128 size 38. Các chị có vẻ thích lẻ size hơn thì phải. M129 Fila size 38. M129 đôi Fila này size 38. Một 15 không còn rồi chị ơi. M128 cho chị Lê Hương này. 129 cho Lê Hương dồn đơn. M130 size 36. M130 size 36 giúp em cả nhà nhá. Đẹp mà rẻ các chị ơi, nhanh tay nào. M130 để xây nhà. Mặt tiền xong đã rồi. Ok chị. Có gì muốn lấy mối xỉ thì liên hệ em nhá. M131 M131 size 39. M131 size 39 99.000 một đô chị ơi. M131 trời ơi các chị ơi nhanh tay giúp em. Lẻ size lẻ size. 131 size 39. M132 size 36 38 có 2 đôi cả nhà nhá. M132 size 36 38 quá đẹp luôn. Nhanh tay có 2 đôi thôi ạ. 678 à? Đúng không? 678. 131 là chị Lê Hương. 132 size 678. 678 M132 dùm em này. Đẹp quá xinh chưa cả nhà ơi, cổ cao các chị nhá. Đi rất cực kỳ cá tính luôn. Sáu bảy tám nào chị gái nào chốt giúp em. Đẹp chưa ạ? 36 37 38. Lê Hương mỗi ít thôi à? Rồi chị Hậu Quyên chị chốt mã nào để em chốt cho nào. 7 là chị Trang Nguyễn anh ơi. Trang Nguyễn cho em xin số điện thoại luôn nào chị gái. 6 chị Nấm Lùn cho em xin số. 6 chị Út Hương cho em xin số. Trang Nguyễn 36 đi. Nấm Lùn cho em xin số này. Út Hương này. Này nó cứ ghi bừa lên mà tôi nhìn sai số đấy. 36 ok Nấm Lùn. M133 size 35. M133 size 35 cả nhà nhé. Đây là chất da ủng lỗ các chị ơi, thông hơi cực kỳ đẹp luôn. M133 size 35. Ai lấy comment M133 giúp em. M133. Ok Trang Nguyễn này. Ok chị Hậu Quyên. Chị Trâm Thùy 33 cho em xin số này. Trâm Thùy ghi đi Hương. M134 cả nhà ơi, có 2 đôi thôi các chị nhá. Size 35 39. 35 38 39. Trời ơi quá đẹp luôn. M134 size 35 này, 38 39 giúp em. Có 3 đôi thôi ạ. 33 chị Mi Tâm Nguyễn đi. Mi Tâm Nguyễn đi. Nào các chị gái, 35 38 39 nhá. Đẹp chưa ạ? Quá đẹp luôn. Hàng hiệu của em. Chị Kiều Đặng ơi, chị hỏi em gì ạ? M135 size 35. M135 size 35 kèm số điện thoại giúp em. M135 size 35 kèm số điện thoại cho em ạ. Nào có chữa cái này đơn giản mà đẹp nhá. 35 trắng để cho em đi. 38 chị Angela Kiều Nga đi. Angela Kiều Nga cho em xin số với ạ. 135 cho chị Lê Hương. M136 size 39. M136 size 39. Toàn mẫu đẹp thôi các chế ơi. 34 size 8 không còn rồi chị Phan Duyên. 136 size 39. M137 size 36 đẹp quá cả nhà. M137 size 6 hôm trước đặt hai đôi, dép sandal trắng giá 60k. À chị Kiều Đặng ơi, chị nhắn tin lại địa chỉ giùm em nhé. Có gì mang kiểm tra sau. M137 đẹp quá. 136 chị Lê Hương. M138 size 35. M138 size 35 giúp em nào, nhanh tay các chị gái ơi. M138 137 chị Ngọc Nguyên cho em xin số này. Chị Trang Yên Nhiên 37. M139 em còn đúng hai đôi. Size 37 39 là hết cả nhà nhá. M138 của chị Lê Hương dồn đơn. M139 ạ. Hai đôi cả nhà ơi, đẹp quá luôn. Hàng này hôm qua cháy hàng rồi các chị ạ. Size 37 39 là hết nhá. M139 ạ. 138 chút chưa? Không còn nam rồi chị ơi. Ôi chết rồi. M140 size 36. M140 size 36 quá đẹp luôn cả nhà ơi. M140 hiện tại em có thuốc cai nghiện không, bán chị Viên à, trời ơi. 139 đó chị Lê Hương. Em thì em không có thuốc rồi. Trời ơi, em mà bán hàng này em cai nghiện đó chị thì coi như là em chết luôn. Này 39 đó chị Lê Hương là một đôi này. M140 size 36 giúp em. M141 size 39 ạ. M141 off-white size 39 cả nhà nhá. M141 size 39. M142 size 35. Đôi van cả nhà ơi. M142 size 35. 140 chị Phương Thúy Phạm cho em xin số 140 nhá. M142 size 35 cả nhà ơi, khách sỉ bom của em. Chị Hậu Quyên 141. Chị Hậu Quyên cho em xin lại số nào. M143. Ác quá không có cách này. M143 size 39, đế còn nó là đế in hoa cả nhà ơi. M143 M143 size 39. M 142 chị Trương Thùy Linh cho em xin số. Trương Thùy Linh đi. 143 chị Lê Hương. M144 size 36 ạ. M144 size 36 giúp em cả nhà ơi, nhanh tay nào các chị ơi, đẹp quá. 144 size 6. Rồi ok chị Hậu Quyên nhá, hủy 141 của chị Hậu Quyên đi. M145 size 7. M145 chị ơi, em theo máy chủ của em chốt nhá. Chị Lê Hương 144. M145 size 7. Hôm qua chị đặt giày trên live màu hồng mà nay nhận lại màu tím mà. Ôi chị ơi, đúng mã đấy mà sao lại màu tím được. 44 chị 44 chốt chưa. M145 size 7 cho chị Bảo Uyên. Nếu chị đổi thì chị mang ra đổi nhá. M146 size 36. M146 màu này cực kỳ lạ mà đẹp luôn cả nhà ơi. M146 size 36 giúp em này. Một 45 chốt chưa? Bảo Uyên rồi. Em hết 45 luôn rồi. Nào các chị gái. Chị Trang Yên Nhiên 146 này. Trang Yên Nhiên. M147 size 40. M147 size 40 ạ. Em chốt rồi chị Ngọc Nguyễn ơi. Nào xinh chưa. M147 size 40 dùm em. M148 size 40. Giày này giày nữ chị ơi. M147 cho chị Lê Hương đi. Nào cả nhà ơi, quá đẹp luôn. M148 size 40 giúp em nhá. Mặt nó sao đỏ đỏ này mày. M149 size 36. M149 ạ. Như kiểu là mặt nó có keo gì gì mà như kiểu là mặt trong nó cắm mặt. Đỏ. Tại vì cái tảng là có chị gái M149 thủy tinh nó là như là cái là nó như này. 149 là chị Lê Hương. Chị ơi ship 30k chị nhá. M50 cả nhớ xinh quá. Size 40 giúp em, con này quá đẹp luôn. 148 chị Phạm Vi cho em xin số nào. Chị Phạm Vi cho em xin số nhá. 150 size 40. Quá đẹp luôn. M150 size 40. M151 size 37. M151 size 7 cả nhà nhá. Anh lấy comment M151 giúp em này. M151 ạ. Size 37 kèm số điện thoại giúp em. Đẹp quá, xinh quá cả nhà ơi. M151 giúp em nhá. Size 37. 150 chị Phương Linh cho em xin số ạ. Phương Linh cho em xin số luôn. 151 là chị Bảo Uyên. M152 size 38. M152 size 38. Thảo tròn em thấy chị nhá. M152 size 38. M153 size 36. M153 size 36. Cho chị một đôi trắng 36 à. Chị ơi, chị chọn mã nào? M153 ok chị Phương Linh này. Size 36 giúp em. Chị nào chưa có số nhớ bổ sung số giúp em. 52 chị Lê Hương. M154 size 39 ạ. M154 size 9 chị ơi, em chưa soạn được cao gót luôn, khổ lắm. Em chưa soạn được cao gót nên là em mới lên toàn thể thao thôi. Hứa với cả nhà là trưa mai em sẽ lên cao gót luôn. Bao nhiêu rồi? M154 size 39. M155 size 6, 54 chị Lê Hương. M155 size 6. Cả nhà ơi comment cho em M155 chị ơi, hai đôi không miễn ship được chị nhá. M155 size 36. M156 size 37. M156 size 37 ạ. M156 size 7. 5 năm chốt chưa? Chưa. 5 năm chị Lâm Diệp cho em xin số vậy ạ. 54 còn đâu? 54 hết rồi. 56 chị Lê Hương. 5 năm chị Lê Diệp chưa? M157 size 36 ạ. M157 size 36 em ở Hải Hậu Nam Định chị ơi. M157 size 36 giúp em này. Lâm Diệp vừa ngồi Lâm Diệp. Vừa là Lâm Diệp. M158 size 35. Chị ơi lấy xỉ thì chị nhắn tin giúp em với nhá. M158 size 35. Kèm số điện thoại giúp em ạ. Đôi này cả nhớ xinh chưa? Quá đẹp luôn. 58 của chị Lê Hương. M159 size 39. M159 size 39 giúp em này. M159 ạ. Size 39 cả nhà nhá. Giày cao gót em có chị ơi. M160 size 38. 159 cho chị Lê Hương. M160 size 38. M160 em ở Hải Vân chị ơi. Em ở Hải Vân nhé. M160 này. Em hết 158 rồi. Ship Trảng Bom là 35.000 chị ơi. 161. M161 size 35. M161 chị Tuấn Lợi em thấy chị nhá. Nào các chị gái M161 size 35. Có lên giày bệt không bạn? Em lên càng có chị ơi. M161 size 35. Hôm nay em lên thể thao thôi cả nhớ ơi, không kịp. Không kịp cho cao gót rồi. M162 size 35 giúp em này. M162 size 35 cả nhà nhá. M162 ạ. Size 35 này. Nào cả nhà ơi, còn chị nào chốt nữa không? Em nghỉ đây cả nhà. Em nghỉ đây các chị ơi. Hẹn cả nhà trưa mai em lên cao gót nhá. Tại vì em chưa bị bóc cao gót này là hôm nay chưa lên được. Cao gót thì em sẽ để trưa mai live 99.000. Ship về Đà Nẵng là 35.000 chị nhá. 35.000. Rồi em cảm ơn các chị gái nhá. Cảm ơn cả nhà nhiều ạ.